một vài cái thao tác nhẹ như vậy đó, thủy đâu có cần phải căn chỉnh kéo tới kéo lui nhiều đâu. Nè cái phông nó hơi xinh, bây giờ nó qua màu đúng màu rồi này, đó da này, da dễ này, đó rất là êm luôn mọi người, chưa có làm gì hết, can thiệp đến da hết nha. Nè màu sắc tết bệt, da trong trẻo, đó chi tiết lên rất là rõ. Rồi mọi người thấy màn hình Photoshop của Thủy chưa ạ? Mọi người thấy chưa ạ? Ok nha. Rồi. Đây là một cái tấm file RAW nha của một bạn trong nhóm thôi. Thủy lấy một cái stock rất là thực tế. Không có lấy stock đẹp sẵn nha. Đây mọi người xem này. Đó, da cô dâu chú rể khá là contrast khá là nhiều. Đây, còn những khuyết điểm mọi người thấy là da nó đang bị ngâm màu này, đó, mấy cái lỗ tai này nó đang có cái màu tím này. Mấy chi tiết nó còn rất là rõ, contrast rất là nhiều. Cái hình mà mọi người chụp theo cái style của Hàn Quốc á, thì thường nó contrast nó nhẹ, tương phản nó thấp. Thứ hai là cái màu nó nhẹ nhàng thì mình sẽ cái mút của hình của mình là mình làm như vậy, cái tone như vậy thì có một cái cách khác, thay vì mọi người phải vô đây mọi người kéo căn chỉnh rất là nhiều thì Thủy có một cái cách khác nó hay hơn, nó tiết kiệm thời gian hơn. Thì Thủy đã chia sẻ cho mọi người trong một cái workshop ở trước rồi, nhưng mà ở đây thì có những bạn chưa có xem thì Thủy cũng chia sẻ lại nha. Rồi thì mọi người sẽ dùng cái Lightning Profile á, nó là một cái profile phẳng của bên ngoài, nó cho phép mình cài thêm vô Photoshop để mình đưa cái tấm hình của mình nó phẳng hơn, nó giảm đi những cái giá trị contrast sai màu như vậy, màu đang bị ám như vậy này, mọi người thấy rất là khó để xử lý đúng không? Rồi bây giờ Thủy sẽ có một cái Lightning Profile, thì cái này là mình không có, rất là ít người ở Việt Nam có nha, thì ai tham gia cái workshop này thì cuối cái workshop thì Thủy sẽ gửi tặng cho mọi người, những ai tham gia thôi nha. Đó, mọi người bỏ thời gian để tham gia thì Thủy sẽ tặng cho mọi người. Rồi để mà mọi người import vô Photoshop thì mọi người nhấp vô cái dấu cái loop này này, đó. Sau đó nếu mà chưa có đúng không, lần đầu tiên á, mọi người nhấp vô cái dấu ba chấm này, chọn import profile, rồi tìm tới cái đường link mà tải cái Lightning về á, thì Thủy sẽ gửi cho mọi người sau. À, ví dụ ở đây Thủy có sẵn rồi, ở đây là file của Z6 nha mọi người, cái máy nào thì có file Lightning của máy đó nha. Z6 có của Z6, D4 của D4, A7 Mark 3 thì có của A7 Mark 3. Rồi Thủy nhấp vô đây cái này, đó, nó đang dùng cái Lightning profile khác mở rộng ra. Mọi người vẫn thường chọn cái color mặc định của Photoshop nha. Hôm nay mình dùng một cái khác. Đó. Đây. Một profile mở rộng. Nó khai báo là cái màu sắc. Rồi. Bây giờ Thủy chưa có làm gì hết. Thủy chỉ cần tăng sáng lên một chút thôi này. Mọi người thấy cái sự thay đổi. Đó. Đây. Đây. Nè. Da chưa có làm gì hết này. Bây giờ nó màu sắc nó tết bệt. Rất là đẹp như vậy rồi này. Đó. Nãy là lỗ tai nó còn rất là nhiều màu. Bây giờ mình đã thấy cái file rất là mềm rồi, rất là êm rồi, đó, đỡ rất là nhiều bước để xử lý. Đó, cái vết của chú rể này lúc đầu nó rất là tối, không có chi tiết, bây giờ Thủy chưa có làm gì hết, mới chỉ có tăng sáng thôi thì thấy nó rất là ngon nghẻ rồi. Đó, chưa có làm gì hết này, rất là nhiều bước mình đỡ rất là nhiều rồi nha. Rồi mọi người thử xem đây, trước và sau này, đó, thấy cái sự khác biệt chưa, mới chỉ tăng sáng thôi, chưa có làm gì hết nha. Đó, thấy gò má này từng đỏ rất là nhiều này, phía dưới khuyết điểm dưới da này, đó, bây giờ rất là êm luôn, tại vì tương phản nó đã bị bớt rồi. Mọi người thấy cái dải histogram này nó đã thu gom vô phía giữa rồi, nó không còn nhiều màu từ phía shadow và highlight nữa. Đó, đây cái vết chú rể lúc đầu màu này rất là tối, khó thấy chi tiết, bây giờ chi tiết rất là rõ này. Đó, tiếp này, rồi da này, đó, tương phản này rất là êm rồi đó. Đó, rồi mình chỉ căn chỉnh thêm một chút nữa thôi nha. Rồi, ví dụ có được cái hình như vậy rồi, mình sẽ căn chỉnh thêm một chút. Bây giờ Thủy có thể giảm tăng lên một chút nữa đi. Ok, cái mút hình mình nó trong sáng nhẹ nhàng đúng không, Thủy có thể bớt một chút highlight này, đó, cho nó dịu, nó mềm hơn nữa, tăng một tí shadow lên. Đó, ok. Ở đây mà nếu mọi người muốn thấy, muốn lấy cái vest của chú rể lấy nhiều chi tiết hơn, mọi người có thể tăng cái thân black này lên nha. Đó, có thể tăng lên một tí cũng được. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ cân bằng trắng nha mọi người. Đây mọi người thấy bây giờ là cái tóc nó hơi xinh xinh đúng không, nhưng mà khó để cảm nhận, thì mọi người cứ tăng hết cái saturation này lên maximum cho Thủy. Rồi ok, thấy tóc nó xinh rất là rõ này. Bây giờ mình sẽ tăng cái
Thân xem vào chơi lấy trường này lên. Chừng nào mà nó mất, vừa mất cái màu xanh thì thôi. Ok. Đó, bây giờ mình dừng lại. Tiếp tục là cái màu da nó đang vàng đúng không? Thì màu da phải là màu cam mới đúng, cũng tăng lên một chút này. Chừng nào nó vừa mất màu vàng chuyển qua màu cam thì thôi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ trả lại cái saturation này. Đó, bây giờ rất là êm rồi. Đó. Cái file gần như là đạt được cái kết quả của mình rồi đó. Rồi, có thể tăng lên một sáng một chút nữa. Ok, rồi. Rồi bây giờ mình căn chỉnh thêm một chút nữa nha. Rồi ví dụ cái hoa này thì màu Hàn Quốc thì mình sẽ chuyển qua nó màu xanh một chút, thì mọi người vô color mixer này. Đó. Anh từ từ để mình tăng cái màu lên một chút trước nha. Cái màu tổng thể á, thì mọi người vô cái calibration này này, tăng cái saturation của cái thân blue này lên để cho cái màu nó tươi lên một chút này, mọi người thấy này. Đó, toàn bộ màu sắc nó tươi lên một chút này. Đó. Chút thôi. Ok, rồi. Ở đây thì mọi người có thể căn chỉnh lại nhiều cái thông số ở đây. Ví dụ muốn cho da vàng thì tăng cái này lên. Đó. Muốn cho da có xu hướng hồng hơn thì tăng cái này lên. Đó. Cái này tùy theo nhu cầu của mỗi người khác nhau nha. Rồi, khi mà chỉnh rửa bên này xong rồi thì mình cũng sẽ qua những cái màu sắc nó chi tiết hơn. Rồi, vô đây. Giả sử da của cô dâu chú rể hơi nặng màu một chút, mọi người có thể giảm bớt đi bằng cách giảm cái saturation của cái thân order này. Nếu mọi người không biết là cái da là màu gì á, mọi người nhấp vô cái dấu hình tròn này nha. Rồi. Chỉ vô da này, kéo qua trái là trừ màu đi này, trừ saturation đi. Đó. Mình sẽ ưu tiên da của cô dâu trước nha, còn chú rể thì mình có thể fit lại trong Photoshop sau. Ok, trừ bớt một chút như vậy. Rồi, muốn cho sáng lên thì tăng cái này lên. Đó. Kéo lên tí, tí thôi nha mọi người. Nhiều quá nó cũng ố về lắm. Đổi cái màu da qua cái màu khác thì chuyển qua cái thân hue này. Đó, giả sử muốn cho cái tông hồng thì kéo cái này qua trái này. Đó, muốn cho cái tông vàng vàng thì kéo qua phải này. Đó. Ok, rồi ở đây mình thấy như vậy là nó vừa rồi. Đó, có thể cho nó hồng hồng một tí. Đó, cho nó dễ nhìn. Ok. Rồi, giả sử mà mọi người dùng những cái thể loại hình mà không cần xử lý nhiều á, muốn chỉ có dùng trong camera raw thôi á, không có cần căn chỉnh da dáng bóp dáng, muốn lấy ngay như là hình tiệc hoặc là hình kỷ yếu chẳng hạn, thì mọi người có thể lấy lại cái contrast, tại vì lúc mà mình dùng linear xong á thì cái contrast nó hơi mất này, mọi người thấy cái hình nó hơi mờ đúng không, mọi người vô cái khớp này này, mọi người bẻ lại một tí tăng highlight lên rồi đó, bớt shadow xuống một chút cho cái tương phản nó lên. Đó. Đó là cái trường hợp mà mọi người không cần can thiệp bằng Photoshop nha. Còn ở đây mình sẽ tiếp tục vào Photoshop mình xử lý, cho nên mình cứ để như vậy đã, lát mình xử lý sau. Đó, cái vết này nó hơi sáng một tí thì lát mình cũng xử lý bên Photoshop nữa nha. Mình sẽ cho cái phần tóc và phần áo vest này nó cái màu đen nó tối xuống một chút để nó lấy lại cái tương phản. Đó. Đấy, nó hơi vàng một tí, cho cả là một tí nha. Ok. Rồi, rồi tới đây mọi người có thắc mắc gì không ạ? Mình chỉ cần căn chỉnh nhẹ nhẹ như vậy thôi là đạt được cái mục đích mà mình yêu cầu rồi này, hình Hàn Quốc này lúc đầu này. Đó, một vài cái thao tác nhẹ như vậy đó thì đâu có cần phải căn chỉnh kéo tới kéo lui nhiều đâu nè. Cái phong nó hơi xinh, bây giờ nó qua màu đúng màu rồi này. Đó, da này, da dễ này, đó rất là êm luôn đó mọi người, chưa có làm gì hết, can thiệp đến da hết nha nè, màu sắc tách bệt, da trong trẻo đó, chi tiết lên rất là rõ nè. Đó, xem trước và sau này. Cái phần hoa thì cái tông Hàn Quốc thì mình cho nó xinh xinh nhạt nhạt một tí, cho nó nhẹ nhàng lại một tí, rồi chỉnh lại một tí nha. Ok, rồi đó, rồi tới đây mọi người có thắc mắc gì không ạ? À, dạ có, đăng lại trên workshop trên YouTube, nhưng mà ai tham gia thì mới được tặng cái linear profile này nha. Mỗi người ví dụ bạn nào xài Z7 thì nhắn tin cho Thủy là Thủy sẽ gửi tặng mọi người file linear của Z7. Bạn nào xài D750 thì Thủy tặng file linear của D750. Thì đó là những cái phần thưởng mà dành cho những bạn tham gia và theo dõi video tới cuối. Rồi ok, thì nó đơn giản như vậy thôi. Một cái phần rất là ít người biết đây, linear profile này đó. Nhưng mà mọi người xưa giờ vẫn chỉ vô đây chỉ dùng color thôi. Đây, Adobe Color thôi, thì những cái màu nó rất là contrast, rất là tương phản, rất là khó để xử lý. Bây giờ Thủy chỉ cần một vài cái chiêu như vậy đó, bây giờ thấy rất là êm hỏi đó, gần như là đạt được cái mục đích mình yêu cầu rồi, nó căn bản như vậy thôi. Rồi đó,
Ok hết chưa mọi người? Tất cả nha, máy nào cũng có hết nha. Ví dụ những con Z8 mới ra cũng có rồi. Nikon Z8, Sony, tất cả các hãng nha. Thậm chí iPhone cũng có. Ừ. Rồi có ai thắc mắc gì không ạ? Ở đây có làm biết này, rồi làm học rồi làm biết này. Đây, mình thấy nó rất là dễ đúng không? Đó, chưa có làm gì hết mọi người. Thủy có đâu phải đi vô đi kéo tới cái lui kéo cả ngày đâu. Mọi người chỉ cần làm như vậy thôi. Đó, là xong rồi đó. Là rất là êm rồi. Bây giờ mình sẽ qua những cái thao tác mà bên camera không xử lý được, thì mình qua Photoshop mình xử lý. Đó. Rồi, ok hết rồi đúng không ạ? Thì Thủy sẽ qua Photoshop nha. Rồi. Ok, ở đây là cái hình của mình vừa mới import từ bên Photoshop qua. Mọi người nhớ là dùng cái hệ màu RGB 198 và 16 bit nha, để đạt cái hiệu quả nó tối ưu nhất. Rồi, bây giờ trong cái hình này thì bước đầu tiên mình sẽ crop lại một chút này. Mọi người thấy là cô dâu chú rể đang chiếm cái tỷ lệ rất là nhỏ trong cái khung hình của mình. Mọi người thấy cô dâu chú rể nó hơi hơi lùn đúng không? Hơi nhỏ. Mọi người thấy làm cái hình lớn đó thì thường mình sẽ làm sao cho cô dâu chú rể nổi bật hơn so với cái khung hình một tí. Rồi thì mình sẽ crop lại nha. Rồi crop này đó, mọi người muốn giữ nguyên cái tỷ lệ trong cái khung hình này thì mọi người nhớ là giữ phím shift nha. Đó. À, ở đây thì mình sẽ kéo cái giày cái chân ra một trước chút trước nha mọi người. Ok, rồi mọi người dùng cái công cụ phím M này, đây cầm kéo từ dưới lên này đó, thường để ngay ngang cái phần đùi nha mọi người, đừng kéo lên quá mà đừng kéo phía dưới quá để cho cái tỷ lệ của chân nó tương ứng đó. Rồi ví dụ Thủy dừng lại ngay cái đùi này như vậy thì Ctrl T một cái này, rồi giữ shift nha mọi người, để mình kéo cái phần này ra một chút đó, dài ra một chút này đó. Ok, và bây giờ cái phần dưới này nó hơi dư như vậy thì mình sẽ crop lại một tí đây, để tránh mất cái váy thì mình sẽ crop lại cho nó vừa, giữ shift này đó, để cho nó bóp cái tỷ lệ theo khung hình, nó không thay đổi tỷ lệ, vẫn là ngang dọc tỷ lệ như nhau. Ok, rồi ví dụ vậy, rồi enter cái này đó, thấy nó bắt đầu tập trung vào cô dâu chú rể nhiều hơn rồi đó. Mọi người xem trước và sau này. Đó, lúc đầu cô dâu chú rể hơi nhỏ này, bây giờ đây, chiếm tỷ lệ rất là lớn đó, người ta vẫn thấy là thích hơn rất là nhiều. Hoặc là khi mọi người đi chụp mà baby, chụp con nít chẳng hạn, chụp hơi nôi á, thường mà người ta chọn hình lớn cho con để in á, thì người ta sẽ lựa những cái tấm mà mình chụp focus vô bé nhiều hơn, cảm thấy con mình lớn á, người ta rất là thích in hình lớn. Rồi thì cũng tương tự như vậy bên cô dâu chú rể cũng vậy thôi, mọi người đừng chụp những cái tấm mà nó rộng quá để dư quá, mà lỡ có rộng quá thì mình sẽ crop lại một tí cho cô dâu chú rể cái tỷ lệ nó hơi lớn một chút trong cái khung hình. Rồi à, bóng đổ này là lúc do lúc đánh đèn nha bạn Lê Minh, thì mình có thể dùng cái cách mà dodge and burn nó để xử lý lại một tí ở đây này, do bạn này đánh cái đèn fuse phía bên phải này nó mạnh quá. Đây đèn phía bên này này, cái đèn mà softbox 60 90 hay là gì dài dài ở bên này này, do cái đèn fuse nó mạnh quá cho nên là cái khối của mặt hai bên nó đều quá, nó phẳng quá, thì bước sau nhớ chú ý là giảm bớt cái đèn fuse phía bên phải này một chút nha. Còn hai cái bóng này đúng không, giống như gấu trúc á, thì mình có thể fit bằng cách là dùng frequency để fit nha, thì lát Thủy sẽ chia sẻ luôn được nha, có nhiều cách để fit lắm. Rồi rồi tới đây mọi người có thắc mắc gì không ạ? Cái này thì quá đơn giản đúng không, hầu như là mọi người đều biết rồi đó. Rồi bây giờ tiếp tục này, crop xong rồi đúng không, kéo dài trên một tí rồi, bây giờ mình sẽ qua cái bước khác là mình sẽ làm sạch cái phông nền ở dưới này đó. Đây mọi người thấy có những vết bẩn đây đó, hình nhỏ thì không sao nhưng mà hình lớn là dễ bị thấy nha, thì mình sẽ xóa những cái vết bẩn này đây đó. Thì có một cái action để làm cho cái phông nền này nó sạch luôn, nhưng mà đó là trong cái trường hợp mà trong cái phông nền nó không có chi tiết. Ở đây mình có hai cái chậu cây lau này, bây giờ mà mình chạy cái action đó là hai cái chậu cây này nó cuốn theo chiều gió luôn, thì mình Thủy có một cái action khác là Thủy sẽ chia sẻ cho mọi người tặng luôn. Ok, đã chia sẻ thì sẽ tặng luôn, cũng là cuối buổi mới tặng nha mọi người, tặng trước mất hay. Rồi bây giờ Thủy muốn chạy cái action đó, Thủy chỉ cần nhấp vào đây gái một click nha. Ok rồi mọi người chỉ chờ đợi thôi cho nó chạy xong rồi mình tô lên những cái vùng mà mình muốn làm mịn thôi. Nếu mà cái phông này mà không có hai cái chậu cây phía sau thì Thủy sẽ dùng cái cách khác, Thủy sẽ khoanh vùng riêng cô dâu chú rể, sau đó chạy action kia nó tự nó làm mịn hết cả cái phông luôn, nhưng mà trường hợp này thì không áp dụng được, mình có cái cách khác. Rồi ok, bây giờ Thủy sẽ dùng rớt nha mọi người. Đây, nó có một cái mác như vậy, trong này cũng gồm những cái
chức năng Surface Blur hay là những cái công cụ để giúp cho cái phông này nó mịn ra. Bây giờ Thủy chỉ cần muốn mịn ở đâu thì Thủy chỉ việc tô lên chỗ đó thôi nha. Ví dụ ở đây chẳng hạn, đó mịn này, vẫn còn texture của phông luôn nha mọi người, không hề bệt nha. Đây này, đó cái chỗ này thì cẩn thận một chút, đó xóa được tất cả mọi thứ này, rất là êm luôn. Rồi chỗ nào mà đẹp rồi thì mọi người không cần tô, đến mất thời gian nha mọi người, đi một vòng này. Đây, ví dụ những cái chi tiết như vậy đó, không bôi lên cô dâu chú rể nha, nó mất chi tiết đó, nó chỉ bôi lên phông thôi. Đây không hề bệt nha mọi người, còn cả texture của cái phông luôn này, có một cái lớp noi ở đây đó. Đây cái vết bẩn này đó, đâu phải đi khuynh rồi đi bắt tôn đi khuynh đi kéo đâu, thì cà một phát là không còn cái gì luôn. Có nhiều cách để làm nhanh lắm đó, nhưng mà mọi người hiểu để làm thôi. Rồi bên này cũng vậy đó, chỗ nào kỹ thì zoom to lên một chút để mình coi. Đây còn cái texture này đó, mấy cái chỗ mà gần cái mép của váy thì mọi người cẩn thận một chút nha, để nó bị lem vô như vậy đó. Đây này vết bẩn này trắng sệt như Omo luôn đó. Ok đấy, chưa có cái gì mà không xóa được, trừ những cái vết rách quá lớn hoặc là những cái vết bẩn nó quá to thì mọi người cần xóa trước thôi. Còn lại những cái vết bẩn nhỏ nhỏ như vậy, hoặc là những cái vết bẩn do chân đi dẫm lên á, hoặc là vết xước chẳng hạn của phong á, thì mọi người hoàn toàn có thể làm được. Rồi mọi người xem trước và sau này, đây này, đây đó, thấy chưa, rất là êm luôn đó, đâu có phải làm gì nhiều đâu, đâu có phải chạy action chạy tích tần số rồi đi kéo đi xóa đi spot healing đi pass tool đâu. Này ok chứ mọi người, chỗ này ok không ạ? Có ai thắc mắc gì không ạ? Action thì sẽ gửi sau nha, sau cùng nha mọi người. Rồi không ai thắc mắc gì Thủy tiếp tục nha. Tại cái này cũng đơn giản thôi, chủ yếu là có action thôi. Và bây giờ mình sẽ làm mịn da. Rồi mịn da mà với cái hình như vậy thì mình sẽ dùng panel cho nó mau. Đó rồi hôm nay là nguyên tắc là mau mà vẫn đẹp. Rồi mọi người có thể kết hợp thêm một cái tool khác là Retouch for Me để mình xóa bớt những cái vật mụn như vậy này. Đó hôm nay toàn sẽ chiêu thôi, thì thay vì mọi người cho nó chạy action từ đầu tới cuối của cái Retouch for Me như vậy, thì mọi người có một cái mẹo khác là mọi người dùng cái công cụ lasso tool này, mọi người khuynh lấy vùng da thôi, rồi như vậy cho nó chạy nó mau, tiết kiệm thời gian đó. Rồi mình sẽ chạy Retouch for Me nha, mọi người cài cái này này đó, không có thì lát xong xin Thủy Thủy có luôn nha, có đầy đủ hết, nhưng mà chẳng qua Thủy cũng sai thôi. Rồi bây giờ Thủy có cài action sẵn rồi, ví dụ Thủy có thể cài nhấp nhấp một cái ở đây này, đây Shift F6 này, đây nhấn Shift F6. Đó, cái gì mà lặp lại thường xuyên thì mọi người cứ cài action nha cho nó mau. Rồi xem trước sau này đó, cái này chắc đa số anh em biết hết rồi đó đúng không? Đây đó, đỡ rất là nhiều thời gian rồi đó. Rồi bây giờ cái gì nó chưa có còn chưa hết thì mình sẽ dùng spot healing để mình xóa bớt đi. Đấy, hình như vậy nó không cần yêu cầu quá nhiều về texture thì có thể dùng spot healing để thủy xóa cho nó mau, kết hợp với Wacom nữa đó, mọi người dùng chuột vẫn được nha. Không nói mất công thôi, Wacom mới được. Wacom thì nó chỉnh sửa nó tỉ mỉ hơn một chút với lại những cái thao tác như là retouch. Còn hình cưới thì có thì tốt, mà không có thì cũng vẫn ok. Rồi đây xóa bớt những khuyết điểm nó quá to như vậy thôi. Mà cái này không cần thiết đâu nha, lát mình dùng cái panel đó là nó lụm được hết. Đó, ví dụ cái sợi chỉ này cái tâm thì xóa đi một chút đó. Rồi ok, bây giờ mình chạy cái panel nha. Cái panel này thì Thủy có đăng trên YouTube rồi đó, một cái panel rất là công dụng giúp mọi người giải quyết rất là mau mà miễn phí nha mọi người, quan trọng là miễn phí đó, mọi người không phải bỏ tiền mua đâu. Thủy không bao giờ Thủy bỏ tiền mua panel đâu, mọi người chưa hiểu thì mọi người bỏ tiền mua thôi, còn nó free nhiều lắm. Có anh Đào trong nhóm chia sẻ tài nguyên này, rất là nhiều tài nguyên trong đó. Rồi chạy action nha, chạy panel nha. Rồi ok, cái này của Trung Quốc mà có người Việt Việt hóa đây, vừa vừa Tây vừa ta. À, tới cái bước này mà mọi người nếu mà dùng chuột đó, thì mọi người tăng cái này lên cho Thủy nha. Rồi còn nếu mà dùng Wacom thì mọi người vô đây chỉnh sửa thêm một chút, nó đang mặc định có cái hiệu ứng này này đó, cái hiệu ứng mà cái độ sắc của cọ pen racer á, thì mọi người tắt cho Thủy nha. Rồi cho cái hàng nét nó tăng lên một tí nha mọi người. Đây mọi người thấy là mấy người mà không
quên không thay đổi cái phần hạt nét á, khi mà tô những cái viền như vậy này nó vô tình nó làm mờ luôn này đó, thấy chưa? Mọi người sẽ cho nó có cái hạt nét nó tăng lên một tí như vậy để lúc mà mình tô những cái đường biên như vậy á, nó không lem ra cái đường biên này đây, tại vì những cái chỗ này là tương phản cao, còn trong này tương phản thấp, mọi người làm cho cái phần trong này mờ đi thì không ai thấy, nhưng mà cho cái đường biên này nó mờ một cái này đó, cái hình nó mờ căm luôn, lý do mà hình mọi người mờ là như vậy đó. Nhớ tăng một chút hạt nét lên nha. Và bây giờ mình sẽ tô lên da của cô dâu chú rể này đó. Đây, tô cái này thì nó cũng bớt cái độ bóng của da này. Hồi nãy bạn kia hỏi này, lỡ có nhầm thì đảo mác tô lại nha. Ví dụ tô nhầm con mắt chẳng hạn. Đây, đó, đảo cái mác lại này. Đó, có cái mác rất là hay. Rồi, mấy cái đường biên như vậy thì tránh tô vào nha. Mắt, mũi, miệng thì cẩn thận một tí. Đó. Rồi, tránh cái chỗ đặc biệt một tí. Đó, da như vậy là láng bóng rồi đó, không cần phải quá cầu kỳ đâu. Hai cái mỏng mắt này muốn xóa thì được luôn này, đó mỏng mắt này đó. Đây Đấy, em dùng đúng tô hết này. bốc cháy nha. Rồi bạn nào ồn thì nói nhỏ giùm Thủy một chút nha. Mắt thằng gì bà nói. Rồi tiếp tục tô phía dưới này này. Đó. Rồi xuống cái bàn tay một chút nữa. Nếu mà cái chỗ nào da mà nó đẹp sẵn thôi thì mình không cần tô đâu nha mọi người. Tô nhiều quá nó mất hết chi tiết. Đó. Tránh tô ra những cái vùng như vậy. Đó. Thì nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Rồi, ok. Da như vậy là đã gần như là đẹp rồi đó. Kỹ thì bôi thêm một chút nữa. Cái chỗ như vậy. Đó. Mọi người bỏ rất là nhiều tiền tiền triệu để mua panel nhưng mà về không hiểu cũng vậy thôi. Khi mình hiểu rồi á, mình có thể vận dụng. Đó. Hãy tránh những cái đường như vậy ra nha mọi người. Đó. Rồi, ok. Trước sau này. Da này. Đó. Nó giảm đi những cái tương phản và những cái khuyết điểm. Đó. Hình cưới thì mọi người không cần quá quan trọng nhiều về khối, thậm chí có những khách hàng yêu cầu là phải xóa mấy cái bóng này đi. Đó. Thì lát mình chia sẻ sau nha, có cái cách để xóa nha. Đó. Được hết. Chẳng qua là cái hình là tập hợp của những pixel thôi, thì có cái phương pháp giải quyết tất cả thôi, không cần phải quan tâm quá nhiều vấn đề. Nó cũng là một pixel thôi, hình beauty hay là hình cưới hay là hình chân dung thì đều tập hợp của những pixel như nhau hết thôi. Đó, ok. Rồi tới đây ai thắc mắc gì không ạ? Cái panel này thì Thủy chia sẻ trên YouTube rồi nha. À, mọi người lên cái web của Thủy để tải này. Đây, vô cái mục shop, bấm vô đây, đừng bấm vô menu sổ ra nha. Đây, đây này. Tải miễn phí nha mọi người. Đó, không mất tiền đâu. Rồi. Muốn xịt đẹp mà có hạt mà lại không mất khối thì chỉ có đó hình bơn hoặc là đi tết tần số thôi em ơi. AI thì nó vẫn có những cái khuyết điểm nha anh Đoàn, không phải là lúc nào nó cũng tốt đâu, chẳng qua người ta review cho mình những cái phần mà nó tốt thôi, còn những lúc mà nó lỗi không ai review đâu. À, cái bản vẽ này thì hơi lạ một tí, bạn xài của Wacom cho nó dễ nha, xài Wacom cho nó uy tín. Rồi mình tiếp tục nha mọi người. Đó, xong cái phần này rồi. Bây giờ mình qua tiếp tục cái phần khác này. Rồi bây giờ mọi người thấy là cái phần da tay nó hơi bị tối đúng không? Đây này, đó. Phần da tay của cô dâu hơi tối này. Mặt chú rể cũng hơi tối này. Thì mình cũng làm đó hình bơn nha. Vẫn tương tự như vậy. Chẳng qua là nó mở rộng ra thôi. Mọi người cứ nghĩ là không phải lúc nào mình cũng đi vô kỳ cọ, đi làm tỉ mỉ đâu nha. Có những cách khác, ví dụ ở đây chẳng hạn. Thì có thể tăng sáng lên chút này. Sau đó canon đi ngắn, đảo cái mát lại. Rồi dùng rớt để 1% y chang như là đó sân bơn vậy đó. Ok. Rồi, tắt hết nha. Bây giờ mình muốn cho mặt chú rể sáng lên chút này. Rồi, quẹt nhẹ nhẹ một vài đường thôi. Đó. Đây, mọi người xem trước sau này. Đó, mặt chú rể sáng này rất là tự nhiên luôn nha mọi người. Đó, bây giờ tương tự như vậy với cái phần tay này. Đây, một vài cái thao tác thôi.
đâu cần phải control QB rồi đi khuyên khuyên như vậy. Mọi người khuyên trực tiếp trên cái layer gốc á, thì giả sử nó có làm lố hoặc là cái thằng có muốn thay đổi rất là khó, còn ở đây thì có cái mark riêng thì rất là dễ. Đây, giả sử mà mọi người tô lố cái, mọi người chỉ cần đảo cái mark từ màu trắng qua màu đen này, mọi người tô lại này, đây đó, ví dụ vậy đúng không, xóa lại này, nó mất này, đẩy lên maximum này, đó, mất này, đó, rất là dễ, có thể làm bất cứ chỗ nào cũng được luôn. Hoặc là mọi người làm thấy nó yếu quá thì mọi người tăng cái này lên này, đó, đó, hoặc là nhiều quá thì mọi người giảm nó xuống, đó, rất là dễ. Cái mark là như vậy nha. Thủy rất luôn khuyên mọi người là xài mark là như vậy. Rồi để lại 1% thôi. Đó, những chỗ nào tối thì mọi người tôi quẹt nhẹ nhẹ một vài cái thôi. Đó, mọi người xem trước sau rất là hiệu quả luôn. Xem cái tay của cô dâu này. Rồi, nhẹ nhẹ làm một tí. Do mình để follow là 1% nên nó rất là tự nhiên nha mọi người. Rồi, trước sau này. Đó, chỉ cần như vậy thôi là thấy rất là khác rất là nhiều rồi. Đó, da chú rể đã bắt đầu sáng lên đó. Nhớ vừa vừa thôi, đừng có nhiều quá mà nó uống dễ lắm. Nhẹ nhẹ thôi, xương xương thôi. À, cái phần tần số với lại Android Burn thì mọi người xem lại những cái workshop trước hoặc là liên hệ Thủy để học nha. Còn nói như vậy thì rất là khó, tại vì nó phải cần có thời gian với lại cần có người kèm cặp thì mọi người mới có thể làm hết được. Thủy có viết rất là rõ ở trên này này, khóa học á. Đây. Đây đó. Mọi người có thể học online cũng được. Hôm nay thì mình làm hình cưới thì Thủy sẽ chia sẻ những cái phương pháp làm mau thôi. Đây này. Còn là làm như vậy thì Thủy có chia sẻ cho mọi người rồi, nhưng mà như Thủy nói là cần có người kèm cặp thì mới làm được. Đó. Mọi người cứ tìm hiểu thử nha. Rồi, tiếp tục nha. Đó, ví dụ như vậy xong rồi đây là da của cô dâu chú rể đã sáng lên này. Tay lúc đầu nó hơi tối. Đó, thì mình cho nó sáng lên tí. Đó, một vài thao tác vậy thôi. Rất là đơn giản. Đây. Rồi, tiếp tục qua bước khác nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tới cái bước là ủi cái váy này thẳng ra này. Rồi, làm cho da nó đều hơn một chút nữa. Có thể xóa bớt những cái chi tiết thừa. Đó. Rồi là nằm trong cái bước test tần số á. Ví dụ ở đây có những khuyết điểm thế này. Đây, những khuyết điểm như vậy chẳng hạn, còn chấm chấm này chẳng hạn. Đó. Đây, da chú rể này chính vậy chẳng hạn. Đó, mình có thể dùng trong cái bước tần số nha. Rồi Thủy cũng có chia sẻ rất là nhiều ở những cái workshop trước với lại là YouTube rồi, nhưng mà hôm nay sẽ có những bản mới hoặc là Thủy cũng nhắc lại luôn. Rồi, test tần số thì mọi người cũng có thể rất thủ công được, nhưng mà cái tiêu chí hôm nay là làm mau thì cứ chạy panel thôi. Đây, cái panel này Thủy cũng có trên web luôn. Đó. Đây. Có tất cả rồi. Nhưng thiếu em thôi. Đây này, đây. Nha, mọi người lên tải nha, vẫn là miễn phí nha. Đó, có link đặt đàng hoàng rồi này. Đó, rồi, quay lại bài này. Bây giờ Thủy chạy cái này. Mọi người, Thủy có phân tích là Gaussian Blur với lại Median rồi, thì mình dùng Median nha. Mọi người chưa có hiểu cái đó thì xem lại cái workshop bữa trước. Rồi, chạy này. Ok. Rồi, bây giờ trong cái low contrast là mình sẽ xử lý những cái phần liên quan đến tương phản thấp. Là nó là cái phần màu sắc đây này. Cái phần nó mờ mờ như vậy, nó gần giống nhau, nó dần dần dữ dữ mờ mờ như vậy này, thì nằm trong cái phần low contrast thì mình sẽ dùng mixer brush để mình làm cho cái phần màu nó đều ra. Đó. Ví dụ ở đây chẳng hạn, cái phần cổ nó hơi tối đúng không? Mọi người cũng có thể cho cái phần cổ này nó sáng lên một chút này. Bớt thôi nha mọi người, đúng hay là nó phải tối như vậy mới đúng nha. Đẩy một chút này, đẩy từ phần sáng vô đây này thì cái màu ở ngoài này nó hòa vô đây này, nó trộn vô này. Đó, nhẹ nhẹ thôi, sương sương thôi. Đó, xem trước sau này. Đó, thay đổi rất là nhiều rồi. Rồi ví dụ chỗ khác đi, bên chú rể đi, bây giờ muốn cho cái da này bớt bóng đúng không? Thì ở ngoài này nó không bóng, trong ngày nó bóng này, đẩy vô đây một tí này, đó, nhẹ nhẹ thôi. Đó, trường hợp mà khách yêu cầu là giảm bóng đi nha, bóng sao quá, ừ, đó, giảm đi, đó, giảm này. Nó rất là tự nhiên cho mọi người khó cảm nhận nhưng mà có thay đổi rồi đó, đây này, đó, thấy chưa, ok chưa? Đây này, hai cái miếng dưới cằm này, đẩy vô một tí này. Đó. Nhưng mà mọi người đẩy sao cho không mất cái khối xương của cô dâu chú rể nha, không phải là thiết đẩy sao đẩy đâu. Ví dụ ở đây mà Thủy đẩy ngang phát là fail này. Đó, mình là đẩy dọc theo như vậy. Đó. Không phải thấy đẩy nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà có cái mục đích trước đã. Đây. Khi mà mọi người quen rồi thì mọi người sẽ thao tác cái tay nó mau hơn, lẳng lách lên võng được hơn. Đây cái gân cổ này. Bây giờ ngoài này đẹp trong này xấu, đẩy vô một tí này. Đó, mất gân cổ này. Cái đường nếp nhăn của cổ chứ. Đây này. Đó, mất rồi đó. Ok chưa? Rồi, tương tự như vậy lát nửa trên váy cũng vậy thôi. Chẳng qua là hai cái tầng tương phản thấp và cao thôi, hai cái độ bóng má này, đẩy vô này. Đó, mất rồi này.
ok, gọi cái gì? Bỏ mắt đúng không? Hơi hơi động này, đẩy vô này. Đó. Đẩy vô xí xí thôi nhỉ mọi người. Mất cái bóng mắt nó cũng buồn cười lắm. Rồi. Cái nếp phần dưới này là cái phần tương phản cao, nó rõ như vậy thì mình qua bên hai contrast này, thì trong cái bộ lọc hai contrast thì mình sẽ dùng công cụ clone stem đổi qua current layer để nó hoạt động độc lập trên layer này thôi nha. Bình thường mà nếu làm trên layer rộng trong cái bước clean á thì mọi người dùng current này below. Còn trong frequency á thì mọi người nhớ đổi về current layer cho thầy. Và bây giờ chấm lấy mẫu ngoài này này, cái phần texture ngoài này. Rồi clone chấm nó lên xí. Đó, mất rồi đó. Đó, bên này cũng vậy. Ok, rồi xem trước sau này. Đó, mất hai cái bóng mắt rồi đó. Đó. Hoặc là mọi người muốn làm nhẹ nhẹ đúng không? Mất mất nhẹ nhẹ thôi, mọi người giảm cái flow này xuống. Cho nó mờ bớt thôi chứ không mất á. Đó, tùy chọn nha. Photoshop nó cho mình chọn như vậy thì mình cứ làm như vậy. Ví dụ ở đây có cái phần răng này chưa đều đúng không? Ví dụ tỉ mỉ đi. Đó, chấm này. Đương nhiên là trong cái hình này mình không cần lại làm như vậy, nhưng mà giả sử khách yêu cầu như vậy thì mình cũng xử lý được. Đó. Thì cái này phải có qua com nha mọi người. Đó, xem trước sau này. Xử lý cái gì cũng được hết luôn. Đó. Chẳng qua nó cũng là những cái pixel thôi. Thì nó rồi. Rồi. Chấm này. Đó. Nếp khóe miệng này. Đó, xóa được hết nha. Ok. Rồi bây giờ xuống cái váy này. Đây. Xuống cái váy. Bây giờ hai cái tay nó hơi tối đúng không? Cũng đẩy ra được luôn này. Cầm ở đây này, đẩy ra này. Trong này nó sáng hơn ngoài này, mình đẩy ra nhẹ nhẹ một xí này. Đó, đẩy ra nhẹ nhẹ như vậy này. Đó, ok. Bên này cũng vậy. Nhưng mà nhớ đẩy theo cái chiều của khối tay nha. Đẩy ngang là thua, đẩy dọc theo. Rồi. Ví dụ gân tay cũng mình xóa được luôn nha, gân tay này. Không có cái thứ gì mà không xóa được hết. Rồi. Tại vì mỗi bất cứ một cái vật gì nó cũng bao gồm hai cái tầng tương phản thấp và cao, thì mình đã tách đôi ra rồi thì mình sẽ xử lý trên hai cái layer thì nó đều triệt để nha mọi người. Xem cái cánh tay trước và sau này. Đó, đều ra rồi đó. Đó. À, mình có đăng lên YouTube nha, nhưng mà bạn nào theo dõi thì mới được tặng quà, còn đăng lên YouTube thì phải mua. Những cái đó thì Thủy sẽ bán để cho mọi người, tránh trường hợp là mọi người đem cái những cái tài nguyên này đi đem thương mại tràn lan ra, thì Thủy sẽ tặng cho những ai xem cái workshop này thôi. Thì cuối buổi Thủy sẽ tặng cho mọi người, hoặc là cuối buổi mọi người inbox cho Thủy để ngày mai Thủy tặng. Rồi bây giờ tới cái váy đúng không? Nãy giờ mình cứ quan tâm đến là low contrast với high contrast thôi. Bây giờ cái váy cũng vậy thôi. Rồi trong cái tầng tương phản thấp này thì những gì liên quan đến màu sắc, là ví dụ cái váy nó đang gấp một cái đường gấp như vậy đúng không? Thì ngoài này không gấp, trong này gấp này, nó có cái phần tương phản nó khác đi. Vì đẩy vô này, đẩy vô. Đó, đó, mất rồi này. Đó, mất rồi đó. Còn cái phần nó sót lại là nằm bên tương phản cao thì lát mình xử lý sau. Thì mọi người cứ đẩy cho cái phần low contrast nó trước đi đã, đẩy qua một lượt trước đã. Rồi Thủy có thể làm mau lên nếu mà trong trường hợp mọi người quen rồi á. Ở đây thì Thủy vừa chia sẻ, Thủy vừa làm thì nói làm chậm chậm một chút, và vẫn nhớ đẩy theo cái chiều của cái sóng vải nha mọi người. Không đẩy ngang vậy là sai nha. Nè, sai này. Đó, Thủy phải đẩy theo cái chiều dọc như vậy. Không phải là vô chéo chéo tới lui bú đất xua như vậy nha. Có cái cách đẩy hết chứ không phải là biết làm sao đẩy. Rồi, đây này. Chỗ này này. Đó. Mình cứ xử lý trong cái phần low contrast trước đi đã. Rồi. Nó không bao giờ mất chi tiết nha, tại cái phần chi tiết nó nằm bên cái phần high contrast rồi. Mình đâu có động chạm đến nó đâu. Mình chỉ xử lý đến cái phần tương phản thấp thôi, là nó liên quan đến màu thôi. Đó. Bây giờ màu nó không đều, chẳng qua nó sáng nó tối không đều nhau. Hoặc là giả sử cái váy nó bẩn đi, chẳng ví dụ ở đây có một cái vết bẩn đi, mọi người cũng đẩy ở ngoài đây, đẩy vô cái vết bẩn. À, chụp cô dâu chú rể mà dính mực hay là đi ngoài kệ dính bùn chẳng hạn á, thì mọi người cứ đẩy qua thì nó mất cái phần bẩn đi. Đó. Thì nó đời cũng là pixel thôi, không đi đâu hết á. Vết bẩn chẳng qua là pixel nó màu khác thôi, nó khác cái màu trắng thì mình chỉ cần lấy cái màu trắng đẩy qua cái màu bẩn thôi là bẩn nó mất đi. Đó. Không chạy đi đâu hết. Rồi. Đi vài đường cỏ là mọi người thấy kết quả này. À, để thêm một chút nữa nha. Hôm nay chủ đề cưới mọi người tương tác khá là nhiều đúng không? Nhiều anh em quan tâm cái vấn đề này. Tại vì nó cũng thiết thực liên quan đến cái công việc và nhu cầu của mọi người. Đa số Việt Nam đa số là chụp hình cưới, cái nhu cầu thiết yếu. Rồi bây giờ áo chú rể này. Rồi nếp gấp này. Ok, nó là ở đây ngoài này nó sáng trong ngày nó tối đúng không? Thì đẩy này. Không đẩy ngang nữa nha. Đẩy ngang sai nhỉ. Đẩy xuống này. Đó. Đó, cũng là nếp gấp cũng đẩy như vậy thôi. Đó, cẩn thận một chút. Nè, đó. Đây. Mình không cần phải xóa hết đâu. Có cái nếp gấp nhẹ nhẹ như vậy. Rồi, nhanh này, đó, xóa được tất cả nha. Đây, cái nếp gấp này. Đó, hết rồi đó, trước sau này. Đó, mất rồi đó.
Đây, kỉ một chút thì mọi người cứ vô, đẩy vô, kỉ hơn một tí. Còn tiết chờ vải nha mọi người, đây này, còn nguyên nha, chưa mất nha. Đây này, không đụng chạm gì đến tiết chờ hết. Đó. Rồi, cái quần này, quần nhăn đúng không? Bỏ 10 triệu bạc thuê chụp hình cưới mà cái quần nhăn như lò xo, bắt đền. Thế thôi, ok, túi ủi cho anh chị. Đó, dễ thôi, có gì đâu. Rồi, đây. Rồi, trước sau này, không cần phải quá thẳng đâu nha mọi người. Thẳng quá nó cũng giả lắm. Đó. Hồi nãy có anh bạn chat trên nhóm hỏi cách làm đều da thì có phương pháp Dodge & Burn là cao cấp nhất, tỉ mỉ nhất, tự nhiên nhất thì nó khó hơn. Còn nếu mà cái nhu cầu mà với cái bộ hình như vậy thì mọi người có thể dùng Frequency là cái phương pháp này này, cũng đẩy như vậy thôi. Thì hôm trước thì có một cái buổi workshop để chia sẻ về cái đó rồi, làm da bằng Frequency rồi. Hôm nay ứng dụng trên quần áo. Rồi, ok, xem trước sau này. Đó. Hoặc là có những cái texture nó không đẹp đúng không thì mọi người cứ chuyển qua layer hai contrast đi clone thôi. Này ví dụ ở đây phóng to lên này. Đó. Xóa này, đó. Copy cái phần texture nó không bị gấp qua đây. Đó. Ok. Đó trước sau này. Đó. Rồi, tiếp tục ví dụ qua cái áo của cô dâu chẳng hạn đúng không? Bây giờ có cái nếp gấp như vậy này. Rồi, clone này. Chấm này, lấy mẫu này. Đó, mất rồi này. Đó. Ở đây quay lại ở đây. Rồi, ok. Quay lại clone này. Nó nằm trong hai layer này thôi, không phải tương phản thấp đi tương phản cao thôi, không chảy đâu hết. Không nam thì nữ thôi, không có BD ở đây. Đó. Rồi. Xóa được tất cả mọi thứ nha mọi người. Đây này. Đó. Tất cả mọi thứ. Rồi cái chỗ này nó còn sót thì chắc chắn nó nằm bên này rồi. Quẹt lại một tí. Đó. Ok. Rồi. Tiếp tục này. Ok, như vậy là ok lắm. Bây giờ mọi người có thể quay lại cái phần phong nền cũng vậy. Nó chưa đều đúng không? Mình cũng sẽ quẹt lại một chút cho nó đều này. Rồi. Đây. Đó. Cũng làm bên cái layer low contrast. Bên này là màu mà đúng không? Đây. Mình sẽ xử lý cái phần nó không đều như vậy. Đó. Rồi, trước sau này. Đó, ok cho mọi người. Cái váy này, đây, nhăn nhúm này, hết này. Đó, rất là tự nhiên luôn, không hề mất tết chờ của cái vải nha. Này, còn nguyên này. Đó. Còn nguyên này. Đó. Chẳng qua nó không đều về màu thì mình đẩy cho nó đều lại thôi. Còn cái phần chi tiết thì mình qua cái layer 2 contrast. Anh nên làm trên layer rỗng nha, tại vì layer rỗng mình có quyền quay xe, là giả sử anh xóa nhầm thì anh có thể dùng cái công cụ tẩy, anh chỉ việc tẩy vô cái chỗ đó là anh lấy lại được cái phần chi tiết đó. Còn anh làm trên layer mà frequency cũng được, cả hai đều được luôn nha, nhưng mà anh nên làm trên cái layer rỗng trước, xong cái bước clean anh mới qua đây frequency. Hoặc là trong cái trường hợp mà không cần thiết phải làm tỉ mỉ như vậy, anh có thể làm tất cả trên frequency luôn cũng được. Ví dụ ở đây cái cục mụn ở đây chẳng hạn đúng không? Thì em vẫn có thể clone được này. Đó. Clone này. Đó. Đó. Đây, có thể xóa được bất cứ mọi thứ. Đây. Đó. Không đều màu thì quay lại đây. À xin lỗi mọi người. Nó nằm trên cái layer này mới đúng. Đó. Nó không đều màu thì quay lại đây. Đẩy. Đẩy màu qua. Đó, hết. Đó, thể xóa bất cứ mọi thứ nha. Mụn này. Đây, clone này. Đó. Đây, xóa được tất cả mọi thứ. Đó, tóc này. Đó, ok. Ví dụ tóc ngoài này cũng vậy. Đây, xóa được tất cả. Đó. Tất cả nó đều là pixel thôi. Thì mình đều áp dụng được hết nha. Đó, ok. Rồi, tới đây có ai thắc mắc gì không ạ?
Cái này Thủy cũng nói khá là nhiều ở những buổi trước rồi, mọi người cũng đã khá là quen thuộc rồi, có mấy bạn mới thì chưa biết thôi. Này, mình tách ra hai cái thành phần là tương phản thấp và tương phản cao. Tương phản thấp là những gì liên quan đến màu sắc, thì mình sẽ dùng layer mix, mình dùng công cụ mixer brush, công cụ hòa trộn. Còn cái phần chi tiết, phần texture mình sẽ dùng trên cái layer high contrast là dùng cái công cụ của Longstem. Đó, hai cái phần như vậy thôi. Này, đó. Thì có thể xóa bất cứ mọi thứ. Giả sử bây giờ có cái gì vui vui, bây giờ xóa, muốn xóa cúc áo này đúng không? Ví dụ nha, rồi, ví dụ này. Lỡ khách vui vui bây giờ không ngứa cúc áo này, xóa cho tôi. Ok. Xóa cái phần low contrast trước này, cái màu trước này. Đó, đẩy xong rồi đúng không? Và bây giờ qua đây này. Balon này. Rồi. Đó, ok, mất rồi đó. Đó, ok, xong rồi đó. Đó. Chỉ cần như vậy thôi, là xong rồi. Rồi. Ở đây mọi người đẩy, nhớ đẩy cẩn thận một chút nha. Hồi nãy mình đẩy qua nguyên cút, nó bị lộ ra cái phần trắng trắng như vậy. Trấn cúc ra một tí, tại vì nó cái cúc có cái màu trắng nó lem ra một tí thì trấn ra. Hoặc là giả sử mọi người tô nhầm vô cái cúc này đi, bây giờ không muốn tô vô cái cúc này thì có thể cho đây một cái mác màu trắng này. Rồi, bây giờ tô cái brush màu đen lên đây để nó không áp dụng cái màu đen vô cái cúc này. B này. Đó, mình quay xe rất là dễ thông qua cái mác nha. Rồi. Đó, quay xe này. Đó. Ok. Bây giờ cái mác, cái bút à, cái nút này đâu bị ảnh hưởng đâu. Đó. Này. Nguyên những cái phần khác mới bị thôi, cái nút không bị. Đó. Đúng rồi, thì phải xóa hai lần. Nếu mà trường hợp mà không xóa ở cái bước này, khi mà anh tích tần số ra rồi thì bắt buộc mình phải xóa cả hai layer. Còn những cái gì mà nó liên quan đến chỉ có tương phản cao thôi thì anh chỉ cần xóa trên hai contrast, và ngược lại chỉ liên quan đến màu thôi thì anh chỉ dùng trên cái layer low contrast thôi. Còn cái cúc này nó có gồm có tương phản thấp, tương phản cao. Nó vừa màu, vừa có tương phản cao, vừa có chi tiết này. Mình phải dùng cả hai layer. Tùy trường hợp nha. Đấy, ví dụ giả sử cái sợi tóc này chẳng hạn thì nó tương phản cao này, giữa màu cái phần tóc và phần phong nó chênh lệch rất là nhiều, mình chỉ dùng cái layer clone thôi. Đây, clone stem này, xóa này. Đó, mất rồi này, đó. Đây, ví dụ cái kệt này, ở đây và đây tương phản rất là cao này. Đó, xóa này, đó. Tất cả mọi thứ đều xóa được nha. Cái lông mày này, buồn vui vui xóa được luôn. Đó, xóa này. Đó, còn lại thì mình sẽ đẩy mixer brush thôi. Rồi, ok chưa ạ? Làm mau quá. Mọi người bữa trước học là ngồi cả buổi mới xong. Hôm nay những công cụ làm rất là mau. Rồi, xong cái bước này nha. Xong bước frequency nha. Thì nếu mà mọi người không cần quá... Thường là những cái layer mà cần đến màu sắc, hoặc là mọi người làm, giả sử mọi người có bộ hình này 10 tấm chẳng hạn, mọi người làm trước một tấm nha. Sau đó mình có thể cầm những cái layer này, mình kéo qua cái layer khác, qua cái hình khác. Với những cái mà chỉnh màu á, nếu mà muốn đồng bộ với nhau á, ví dụ ở đây Thủy muốn gom layer lại thì có thể là gom lại một layer này, rồi xóa bớt những cái phần dưới này cho nó bớt nặng file đi. Tại vì hình cưới như vậy thôi, người ta không cần phải quá chi tiết như là làm beauty, mình mới phải giữ lại layer. Ở đây xong như vậy thôi. Đó, trước sau này. Rồi, tiếp theo qua cái bước khác nha. Rồi bây giờ mọi người thấy là cái phần áo vest nó hơi bị sáng một chút này. Đây, hoặc là phần tóc đi. Nãy mình dùng Lightning Profile, cái tương phản nó hơi thấp đó. Những cái phần này nó hơi bóng một tí, nó hơi sáng một tí. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái công cụ để cho cái phần tóc này nó đen xuống. Và chỉ tác động đến những cái phần pixel có màu đen thôi. Thì đó là Selective Color nha. Đây này, vào Adjustment Layer chọn Selective Color. Rồi, nhớ chọn Absolute để nó tuyệt đối nha mọi người. Rồi, chọn cái kênh black màu đen cho Thủy. Bây giờ muốn tăng màu đen lên cho nó tối xuống thì mọi người tăng cái thân này lên này. Đó, thấy chưa? Tăng bao nhiêu cũng được luôn, bên trình nhà lầu luôn này. Tùy theo cái nhu cầu của mỗi người nha. Đây ví dụ Thủy sẽ không cho nó đen thui như vậy, Thủy cho nó hơi sáng một tí để nó thấy được cái chi tiết của vải này. Đó. Đây thấy mắt mũi nó cũng bắt đầu nó nét lên rồi đó. Cái độ nét chẳng qua là cái độ tương phản thôi. Mọi người càng làm cho những cái phần màu đen nó càng đen xuống, phần màu trắng nó càng trắng lên thì tương phản nó lên là cái độ nét nó lên. Đây, mọi người thấy lúc đầu hơi mờ này. Bây giờ Thủy chỉ cần giảm màu đen xuống này. Đó, nét lên rồi này. Đó, đâu có phải đi tăng nét lên đâu. Này. Ok chưa mọi người? Đó. Độ nét là độ tương phản thôi nha. Đây này. Tóc này, hơi mờ mờ này. Tăng đen lên này. Đó. File nó tách bệt, nó rõ ràng liền. Đó. Tới đây mọi người muốn để cái file nó mềm như vậy thì mọi người giữ nguyên. Hoặc là mọi người muốn cho nó tương phản lên một chút thì dùng cái khớp này này.
Rồi, đây. Highlight dưới này, shadow này, tăng highlight lên này. Đó, giảm shadow xuống này. Đó, tương phản lại lên này. Đó. Ok, này tương phản này. Đó. Mình có thể thay đổi thông qua cái này nha. Giả sử bây giờ muốn không cho muốn cái váy nó sáng quá đi. Thì có cái mask sẵn rồi này. Dùng rớt màu đen này, tô lên cái váy thôi. Thì cái váy nó không bị tương phản dính vô. Đó, có cái mask là mình có thể hoàn toàn làm chủ mọi thứ. Đây, đó, tô lên cái váy. Thì cái váy nó không bị ảnh hưởng cái đồ contrast mình vừa làm xong. Đó, ok. Giả sử về. Rồi, ở đây thì mình không cần đấy bước đó. Hoặc là mọi người có thể thấy nó lố quá thì giảm bớt opacity của cái layer này xuống này. Đang 100% đúng không? Thấy nó hơi contrast hơi nhiều. Nó không hợp với cái mood của cái hình như vậy. Cái này đẩy phía con xin nó hơi lố chỗ này rồi. Rồi, giảm bớt lại nha. Này. Đó, nhẹ nhẹ như vậy thôi. Rồi, cái này thì kéo đi. Đó, bắt tôn kéo này. Hồi nãy đẩy phía con xin nó hơi lố ra đó. Rồi. Đây. Đó, nhẹ nhẹ một chút phải đó. Đó, cho nó lên contrast một tí. Đó. Rồi, từ đây mọi người có thể trang trí tùy theo cái nhu cầu của mỗi người nha. Bây giờ ví dụ muốn cho cái môi này đỏ lên một chút đúng không? Mình vẫn dùng cái này này, đó, Selective Color. Rồi, bây giờ cái môi này, cần red này. Đó, muốn tăng đỏ thì từ cyan đi. Nếu mà cái khúc này hơi lấn cấn thì vô đây coi nha. Mở cái bảng màu này lên này. Đây, red đối lập với lại cyan này. Bây giờ trên này không có cyan đúng không? Trên này không có red đúng không? Thì từ cyan đi là tăng red này. Đây, đối lập nhau này, red với lại cyan này. Đó. Đây, mọi người để ý cái môi nha, mình quan tâm cái môi thôi. Tại vì mình có cái mask rồi, mình không sợ những cái phần khác tô lem vô. Để ý cái môi thôi. Rồi bây giờ muốn môi đỏ thì tăng đỏ lên thì trừ cyan đi. Đó. Đó, quan tâm cái môi thôi. Đây này. Muốn cho nó tối một tí cho nó thật hơn thì cộng màu đen vô này. Đó, từ đỏ. Đó, đỏ tươi đó. Bây giờ có cái mask sẵn rồi, đương nhiên nó sẽ tìm tất cả những pixel có màu đỏ, nó tăng màu đỏ lên. Thì mình có cái mask rồi, mình control đi ngắn lại. Rồi bây giờ tô lên cái bờ môi quyến rũ này thôi. Rồi. Đây, dùng cái brush màu trắng nha. Đó, tôi lấy bờ môi thôi này. Đó. Hai cái má hồng chẳng hạn, bây giờ cô dâu muốn má hồng nó lên tí thì mọi người cũng tương làm tương tự như vậy, cho cái nhỏ nhỏ thôi. 5% chẳng hạn. Rồi. Cho cái má nó hồng lên tí này. Đó. Cho cái brush mềm ra nha, tại vì lúc mà đến khối má hồng á, mấy bạn make up cũng dùng cái brush là cái bút rất là nhẹ, thì lúc mà mình Photoshop cũng vậy thôi. Đó, má hồng này, mắt này, cho lên mất cắp một xí. Không như ma chết trôi vậy đó. Mấy đồng chí mà cho cái thì nó trắng phau như là con ma, buồn cười lắm. Nè, đó, má hồng lên rồi đó. Đó, môi đỏ này. Đó. Má đỏ môi hồng cho em lấy chồng rồi đó. Ví dụ chú rể cũng vậy. Muốn chú rể thấy hơi nhạt thì chúng cho chú rể một xí này. Đây, đây. Cái phần này là phần phụ thêm thôi nha. Nãy giờ là sắp xong rồi đó. Nhưng mà Thủy muốn chia sẻ thêm cho mọi người thôi. Chứ cái hình này là như vậy là ok rồi. Thao tác đơn giản như vậy thôi. Dùng cái Linear Profile xong vắt là coi như là ngon nghẻ đó. Này xem trước sau này. Đó, môi này. Đây, quan tâm cái môi thôi. Mình tô lên cái môi thôi mà. Đó. Rồi, tô môi này. Đó, môi đỏ này. Đó. Rồi. Bây giờ da của chú rể đang hơi vàng này. So với cô dâu này. Cũng làm tương tự như vậy. Rồi. Trừ vàng đi này. Đang hơi vàng đúng không? Bên này trừ vàng đi một tí. Đó. Nó lên hồng này. Đó. Muốn cam thì thêm đỏ đi một tí. Đó. Muốn cho nó trắng lên tí thì trừ màu đen đi. Đó. Ở đây thì cho màu cam cam xí nha. Cho nó giống với cô dâu. Thì vừa thêm đỏ vừa thêm vàng. Đó. Tương tự với kênh yellow cũng vậy. Tại vì màu cam là gồm có red với lại yellow cộng lại. Là cái màu da của người đó. Đó. Mọi người xem để ý chú rể này. Đó, mình chú rể thôi nha. Còn cô dâu thì mình có cái mask rồi. Đó, bây giờ cũng làm như vậy. Cũng control đi ngắn. Rồi, tôi lên chú rể thôi. Đó. Chú rể thân yêu bây giờ sẽ trang trí cho chú rể này. Đó. Đó, bây giờ đổi cái màu da này đó. Ok. Từ hồng hồng, tái tái bây giờ qua màu cam có sức sống hơn rồi đó. Nè. Đó, trắng lên luôn. Đó. Đây. Bắt đầu có cái sự liên quan giữa cô dâu chú rể đó. Mọi người thấy là thường làm là cái da của chú rể hơi sẫm màu ấy, thì mọi người trừ bớt cái màu tím đi. Đây, ví dụ ở đây cái lỗ tai nó hơi tím đúng không? Hoặc là cái phần bàn tay á hay bị như vậy đây này. Đó, rất là nhiều bạn gặp cái trường hợp này nhưng mà không biết cách để khắc phục á. Đây, thì trong hai kênh này thực ra là những cái chỗ mà bàn tay, bàn chân hoặc là cái lỗ tai nó cứ mệt máu á thì mình sẽ
có cái màu tím tím ở đó, thì mình sẽ dùng một cái tương tự như vậy. Rồi, trong cái kênh vàng này mọi người trừ cái màu tím đi, tại vì nó có cái mạch máu á, mình trừ cái màu tím đi. Mọi người để cái lỗ tai thôi nha. Đó, hết rồi này. Tương tự như vậy, kênh red cũng vậy, trừ cái màu tím này. Đó, để cái lỗ tai này. Đó, mất cái màu tím đó, bây giờ cũng có cái mask sẵn rồi, Canon đi ngắn rồi, tôi lên cái lỗ tai này thôi, đó, những chỗ bị tím thôi. Rồi, bên chú rể cũng vậy. Đây, hai cái lỗ tai này. Đó, hết tím rồi đó. Đó, hết tím chuyển qua vàng rồi này. Ok, đó. Chẳng qua làm có tâm thì làm thêm thôi, chứ còn không nhất thiết phải kỹ như vậy đâu. Nhưng mà mọi người, quan trọng là mọi người mắt, mọi người nhìn có ra hay là không thôi. Hoặc là giải sử mặt chú rể hơi đỏ đỏ một tí thì mọi người cũng làm tương tự như vậy, cho cái bút nhỏ thôi. 5% đi, rồi. Quẹt nó lại một tí. Cho cái bút to lên tí này. Đây. Đó, hết cái màu tím đi. Hết màu tím trên da đi. Đó, cái da nó trong lại này. Đó, cái bàn tay cũng vậy. Đó. Rồi, cô dâu này. Hai cái tay này. Đó. Đây, dưới cổ này. Đó. Trắng trẻo, xinh xẻo rồi đó. Rồi. Còn giả sử hai cái bàn tay nó hơi nhạt đúng không? Thì cũng làm tương tự như vậy. Đây. Bây giờ cộng thêm màu đỏ với màu vàng vô cho cái tay này nó đậm lên chút này. Đó. Đỏ này, vàng là thành cam này. Đó. Tăng cái sắc tố này. Nó trắng bệch như con ma là nhìn buồn cười lắm. Rồi. Đó. Rồi. Canon đi ngắn lại. Bây giờ tô lên mỗi cái tay thôi. Đó. Có cái mask là làm gì cũng được hết. Một vài cái thay đổi nhỏ nhỏ như vậy thôi, nhưng mà nó hiệu quả rất là nhiều, giúp cho cái hình của mình nó cân bằng rất là nhiều. Chẳng qua là mọi người có nhìn ra để làm hay là không thôi, và có chịu làm hay không thôi. Rồi, đó, tương tự như vậy. Đó, xem cái bàn tay này, trước sau này. Đó, lúc đầu nó hơi nhạt này, bây giờ có lên màu hay lên sắc tố rồi đó. Đó, muốn tăng thêm thì cứ vô đây tăng thêm mấy cái thông số này. Hoặc là muốn giảm đi thì giảm bớt, hoặc là giảm bớt cái opacity của cái layer này xuống. Cái layer và là cái mask là một cái tài nguyên rất lớn của Photoshop, mình nên tận dụng nhiều cái như vậy. Rồi bây giờ giả sử cái váy này cô dâu chú rể trên nó hơi tối đúng không? Đây này, nó hơi bị mất khối này, nó hơi đều đều nhau. Bây giờ muốn cho cái váy này sáng lên, mình cái váy thôi nha. Ok. Có nhiều cách lắm, giả sử mọi người có thể vô cái kênh white này. Đây, muốn tăng trắng lên thì trừ cái màu đen đi, này để ý cái váy này. Đó. À, khoan xin lỗi mọi người, phải tạo cái layer mới chứ. Rồi, cái mới này. Đó, kênh quay này. Đó, muốn trắng bao nhiêu được luôn, nhưng mà nhiều quá nó ố về nha mọi người. Là một kết nha. Hoặc là cái kết này có thể giúp cho mọi người giảm bớt mấy cái khối bóng bóng lên mặt xuống này. Đây. Đó này. Ít ít thôi nha mọi người, để một vài phần trăm thôi, đừng nhiều quá như vậy. Cái gì nhiều nó ố về lắm. Rồi, đó là một cái ví dụ thôi. Hoặc là giả sử Thủy có thể tích cái váy này ra, mình cái váy thôi. Đây, tạo ra một cái mask, mình cái váy thôi. Mọi người nghĩ là được không? Tất mỗi cái váy này ra thôi này. Không dùng công cụ chọn khuynh vùng nha. Cái này Thủy có chia sẻ trên YouTube rồi, nhưng mà có những bạn sẽ chưa có theo dõi. Rồi, về đây ví dụ. Bây giờ Thủy muốn cho cái váy này chọn. Mình cái váy này thôi để cho nó sáng lên thôi. Mình sẽ chọn một cái layer này. Layer pixel này. Rồi vào select này. Chọn color range. Rồi. Mọi người có thể dùng cái công cụ này để chấm. Đây, đó. Ok chưa mọi người? Chấm một phát là ra cái váy rồi đó. Rồi, cộng thêm này. Đó, ok. Gần như là lấy được cái váy rồi đó. Rồi, ví dụ vậy đi. Lát mình có thể modify lại cái mask này. Rồi, ok, mọi người xem này. Đó, bây giờ nó tạo ra cái vùng tròn, tách ra cái váy này rồi, váy lại cái áo của chú rể luôn. Thì mình cho nó một cái khớp để lấy cái mask trước này. Rồi, cái mask của mình đang như vậy này. Đó, bây giờ mình muốn modify lại thì dùng cái brush này, B này, màu đen này, để xóa bớt những cái phần nó không muốn, mình muốn không muốn ảnh hưởng tới trước. Rồi, xóa đi. Trừ lại cái váy thôi. Đó. Đây. Tức là có những kết thủ công nhưng mà mọi người vẫn phải can thiệp vô bằng tay, còn mà không thể nào nó auto hết từ đầu tới cuối được. Auto hết thì có nó những cái lỗi, tại vì nó không thể nào mà thông minh như là con người mình được. AI cũng vậy thôi, có những cái hạn chế, chẳng qua là những cái lúc mà nó lỗi mọi người, người ta không review cho mọi người xem thôi. Và AI thì lỡ mà mọi người không có hiểu nó, mọi người bị phụ thuộc vào nó. Còn khi mọi người hiểu rồi thì mọi người có thể vận dụng được nha. Rồi, ở đây Thủy có một cái mẹo khác để Thủy có thể bô cái mask này chính xác hơn nha hạn. Rồi,
vào đây chọn subject này, có nhiều cách để làm mau lắm. Đó, bây giờ có cái mark chủ thể rồi đúng không? Bây giờ mình có thể đảo mark lại này, Ctrl Shift ngắn này. Rồi. Bây giờ quay lại đây, cái mark này. Đó. Bây giờ thao ô tô khỏi sở lém vô chủ đề cô dâu này này. Đó, có cái đường chọn rồi đó. Đây này, đó. Ok, đó. Không muốn ảnh hưởng chỗ nào thì cứ xóa đi. Rồi, giả sử cái hoa này không muốn trắng thì trừ cái hoa đi nha. Cũng tự như vậy thôi. Bây giờ Ctrl D này. Rồi. Click quay lại. Rồi, bây giờ có cái mark ở đấy rồi. Bây giờ muốn sáng lên bao nhiêu cũng được này. Đó. Đó, sáng bên nhà lầu luôn cũng được này. Sáng bao nhiêu là tùy mọi người nha. Ở đây Thủy sẽ làm nhẹ nhẹ như vậy thôi. Cho cái váy nó lên sáng một tí cho nó sạch sẽ một tí. Này trước sau này. Đó. Đó, ok. Rất là đơn giản. Rồi xong cái bước này có ai thắc mắc gì không ạ? Này, hoặc là mọi người có thể chỉnh lại cái khối của cái váy này chẳng hạn. Ví dụ muốn giảm highlight, tăng shadow lên tí cho cái váy nó bớt tương phản lại này. Đó. Đây là tùy theo cái mắt thẩm mỹ của mỗi người. Đó. Rồi trước sau này. Đó. Mình cái váy bị thôi. Mình tích cái mark của cái váy ra riêng rồi mà. Này. Đó. Hoặc giả sử muốn tích cái cây này ra. Giả sử mọi người muốn ghép cho cái... cây này nó cân đối đúng không? Mọi người mở cái đường biên này ra này. Sau đó mọi người tách cái cây này ra. Không phải dùng công cụ chọn nha. Cũng làm tương tự như vừa rồi. Tách cái cây này ra này. Để lát mình Ctrl G rồi bỏ qua bên phải này ghép vô cái cây bên này á. Color này. Rồi. Chấm mỗi cây. Đó. Tách ra được cái cây luôn này. Đó. Đâu phải đi cắt pen hay là đi ngồi tạo vùng chọn. Nó đâu chính xác đâu. Ctrl G gái này. Hoặc là muốn test ra thì cứ Ctrl G lên. Rồi, ở đấy có cái mark như vậy rồi. Đó, mọi người xóa đi. Cái gì không cần thì xóa, công cụ tẩy xóa đi. Đó. Xóa cái chậu cây đi. Đó. Bây giờ nó nằm ở đấy rồi thì dễ rồi. Ctrl T này. Cầm kéo qua bên này, ghép vô cái chỗ mà cái cây bên này nó đang bị thiếu á, chồng qua bên này này. Đó, nếu mà mở rộng cái phong ra. Rồi, tới đây có ai thắc mắc gì không ạ? Trước và sau. Đó. Này, nhìn cô dâu chú rể rất là nổi bật luôn. Da rất là trắng trẻo luôn này. Tại vì xài cái linear xong là gần như là emo rồi. Này, bây giờ nếu trường hợp mà cô dâu chú rể muốn cho cái tóc nó hơi có cái chút mà tím tím một tí cho nó mượt á, thì cái chiêu mà Thủy hãy dùng trong cái tấm hình của mình, Thủy hãy thêm cái màu tím vào tóc. Đây này. Đó. Đó. Màu đen này. Cho một tí tím vô. Đó. Nó có cái hơi hướng là sân siêu ống mượt đó. Này, đó. Thì vô tình nó dính luôn cả cái áo vest của chú rể thì mọi người cứ trừ cái áo vest đi thôi. Đó, có cái mark này mà. Đâu có lo. Này. Canon đi ngắn hoặc là canon đi ngắn này. Rồi bây giờ chỉ cần tô lên tóc của cô dâu và chú rể thôi. Không tô lên cái áo vest thì có vest đâu bị. Nó sẽ lửa những pixel có màu đen nó tác động vô thôi. À, brush, đúng rồi. Rồi tô lên tóc này. Brush chứ. Ok. Đây, tóc tím này. Đó. Đó, tóc tím này. Đó. Ok. Nhẹ nhẹ thôi một tí, hơi nhiều. Hoặc là chú rể, đừng có tô lên chú rể. Hơi BD một tí. Mất công cô dâu mất niềm tin nữa. Rồi, trừ đi. Cho mỗi cô dâu màu tím thôi. Này. Đó, nhẹ nhẹ hơn tí nhé. 3-2 thôi. 3 lên một tí này. Đó, ra cái màu nâu chưa? Tóc nhuộm hạt dẻ này. Đó. Rất là tự nhiên tinh tế luôn, không hề phát hiện ra luôn này. Đó. Ok chưa mọi người? Đây. Bây giờ xong hết là chỉ cần lưu cái file sửa quần áo, dáng dấp lại một xí, cái váy nắn lại một xí là ok rồi đó. Giả sử bây giờ da chú rể hơi vàng đúng không? Bây giờ quay lại cái layer này. Đây. Có cái mark mà, đâu có lo này. Quay xe rất là dễ. Rồi da hơi vàng này, trừ vàng đi này. Đó. Đó, trừ vàng đi. Đó, muốn hồng thì cứ tăng màu này lên. Đó. Sáng quá thì tăng lên. Đó, thay đổi rất là dễ.
mình không bị phụ thuộc nha, không phải là đi khuynh vùng rồi kéo tới có lui rồi lại sửa là đi khuynh vùng là đi kéo, làm như vậy nó không có khoa học, mọi người làm tới làm lui làm hoài nó không thể nào mình quản lý được cái file của mình nó một cách hoàn hảo được. Bây giờ giả sử làm tới cái bước frequency rồi đúng không, bây giờ có một cái tấm y chang như vậy cùng cái góc như vậy thì mọi người cầm cái đóng này này đó, mọi người kéo qua bên kia, kéo qua cái thông số qua cái tấm hình khác, sau đó mọi người chỉnh lại cái mask thôi, tại vì mỗi cái hình có cái mask nó nằm riêng, tấm hình này cô dâu chú rể nằm ở đây, tấm hình khác cô dâu chú rể nằm ở bên này chẳng hạn, thì mọi người click vào đây cái là mọi người dùng brush màu đen và mọi người đi xóa cái mask đi, hoặc là xóa nguyên cái mask này luôn, delete luôn đó, sau đó tô lại cái mask khác đó. Nếu mà trường hợp mọi người làm nhiều tấm là như vậy, còn mọi người ngồi kéo trong camera mọi người kéo cả ngày nó không bao giờ nó được như vậy đâu, rất là khó. Còn bây giờ rất là dễ, mình thao tác như vậy thôi là xong rồi. Rồi mọi người có thắc mắc gì không ạ? Hôm nay cái tiêu chí là mình mau cho nên là làm một xí là xong rồi đó. Ngồi nói chứ không mà ngồi làm một mình là chắc chưa tới 5 phút đâu. Mọi người thấy cái hình lúc đầu nó đỏ lòm, đỏ kè như vậy mà Thủy làm một cái phát là ăn ngay luôn. Và dùng tool và dùng action nữa. Đâu phải là muốn làm lâu những cái tấm beauty, những cái tấm chân dung đâu. Chẳng qua là giữ nguyên lại cái khối, cái da, cái cơ, cái xương trên người thôi. Đó. Rồi tới đây có ai thắc mắc gì không? Để Thủy tiếp tục ạ. Gần như là xong rồi, nó còn nắn bóp nữa thôi. Đây, da tươi tắn này, khối còn này. Đâu phải đi càng mở căm phẳng ly đâu mọi người. Muốn nét thì mọi người có thể tăng lại trong cái layer frequency á. Trong cái bước mà hai contrast mọi người tăng nét trong đó. Thì Thủy có chia sẻ một lần rồi. Thì nãy mình qua cái bước đó mình quên rồi. Thì lát mình tăng nét ở cái layer cuối cùng cũng được. Khi xong hết mọi người gom lại như vậy này. Cantona là Ship E này. Chuyển qua cái layer thông minh nha. Để lát nắn bóp có quay xe thì quay xe cho dễ. Đó. Rồi. Cantona Ship E này. Đây. Cái trường hợp mà mọi người muốn nắn nguyên cái dáng của cô dâu chú rể luôn á. Mọi người cho cái bút to lên một chút nha. Giả sử cái người cái bề ngang của người ta hơi mập á, mọi người cho cái bút như vậy nó rất rất dễ bị lộ, mọi người cho cái bút bự lên này, đẩy nguyên cái dáng của luôn này. Đó, người nó gọt lại này. Đó. Không phải là cho cái bút nhỏ nhỏ xí xí lại như vậy đâu nha. Nó ốm mỗi cái tay thôi đó, muốn ốm cả con người luôn thì cho cái bút to lên một xí. Đó, nắm như vậy, nhẹ nhẹ lại thôi. Cô dâu chú rể này là khá là ok rồi, không đến nỗi thừa cân. Rồi, cái cùi chỏ nó hơi cứng này, cho nó vô một xí này. Đó. Đó. Cái váy cho nó bồng bềnh quyến rũ lên một xí. Đây, tại vì lúc chụp người ta cũng gắn cái tùng vô cho nó phồng lên á, thì mình Photoshop cũng đẩy lên một xí. Đó. Nó cũng như thực tế thôi mọi người. Rồi, nắn chỉnh lại một xí. Sao cho nó cân đối đẹp vào được. Cái váy trắng bung mình thấy không mọi người? Trắng tinh như mới luôn này. Đây, rất là êm luôn á. Nè, không có một cái khuyết điểm gì luôn. Nãy là mình có thể xóa mấy cái này trong hai contrast nha. Đó. Cái váy của cái áo của chú rể này cầm nguyên cái cục này để qua luôn, một không muốn ảnh hưởng đến tay chú rể tay cô dâu thì mọi người dùng cái này tô này. Đó. Bảo vệ cái tay này trước này. Đó. Để tránh nó bị lấn vô, nó cong theo luôn. Rồi bây giờ quay lại đây, rồi đẩy này. Đó. Đẩy qua này. Đó. Cái tay nó sẽ không bị ảnh hưởng. Rồi. Bóp cái mặt cô dâu gọn lại một chút. A này. Chúng ta. Rồi. Hạt cái mắt hơi chéo một tí thì mình xoay cái mắt cho nó thẳng lại một tí này. Đó. Rồi. Cho mắt to lên một tí. Đó. Mũi nhỏ lại một xí. Đó. Cái nụ cười mọi người tránh can thiệp cái nụ cười nha. Mắt nó nhìn nó giả lắm. Rồi. Ví dụ dưới này cũng vậy. Muốn không ảnh hưởng đến cái mặt thì tô cái phần này. Cố định cái mặt lại. Để nó không làm méo cái mặt. Rồi, để cái nọ vô thôi. Đó, ví dụ vậy. Rồi, nắn vô này. Đẩy vô một xí này. Đó, ok. Nó không bao giờ ảnh hưởng đến cái vùng mình đã tô. Rồi, sau khi xong là một cái tẩy cái phần này đi. Đó. Đó, Thủy demo cho mọi người như vậy. Còn cái bước này thì đa số mọi người đã làm rất là nhiều rồi. Có một vài cái chiêu chỉ như vậy, cái mẹo như vậy thôi. À, cái áo này đẩy lại một tí này cho nó thẳng lại, thẳng thớ một xí. Cái hình lớn mọi người cô dâu chú rể hay rất là quan tâm rất là nhiều. Đó. Cái vai thì cho nó bằng xí. Đó. Áo rất là mới, nhìn rất là sang nha, không hề đục nha.
cái màu nó đục ngầu, những cái đồ nó cũ lắm, nó phải có khối như vậy nó mới thật được, nó mới mới được. Mọi người cứ đẩy mù lên nhìn nó giả lắm. Bây giờ thấy cái váy nha, trắng bung trắng tin luôn này, này không hề có một cái gì giả trân luôn, và rất là thật, rất là mới. Đây áo vest rất là mới này, đó. Đây cứ muốn đen hơn một tí thì cứ tăng cái phần thân black trong selective color lên. Mặt cô dâu khá là tròn, ok rồi, không cần phải bóp đâu, bóp nhiều vẫn giả lắm. Đó, nhẹ nhẹ như vậy thôi này, nguyên cái dáng bóp vô lên này, đó. Từ từ như vậy, có thể cho to lên xí, đẩy nguyên cái phần này vô xí này, cho tay gọn lại xí, đó. Đó, bên này cũng tương tự như vậy. Đó. Rồi, ok. Đó, như vậy thôi. Bây giờ muốn tăng nét thì cũng tăng nó ngay luôn. Vào đây, vào filter sharpen. Rồi, smart sharpen. Đó, tăng lên một chút này. Cho 50 đi. Ok. Đó, nét bên nhà lầu này. Đó, nét lên rồi đó. Hoặc là muốn tăng cái mắt thôi thì cho một cái layer riêng này. Rồi sau đó cũng tăng nét lên. Rồi. Đó. Bây giờ muốn cho con mắt nét thôi thì cho cái mask màu đen này. Rồi tô lên con mắt thôi. Là mình có mắt nét thôi. Đó. Mình có cái mask này mình làm rất là dễ. Tô mấy cái kịch này này. Đó. Cho mình có mắt nét thôi. Đó, ví dụ vậy, hai cái chân mày nét hơi dự nè, trước sau này. Đó, nét nhiều quá thì cứ giảm opacity của nó xuống. Đó. Layer với mask là quản lý rất là dễ nha, rất là khoa học nha. Muốn làm thay đổi rất là dễ. Đó. Đây. Từ một cái file nó rất là khó nhai. Rất là nhiều cái khuyết điểm. Này, đây, da này. Contrast nhiều như vậy. Đó, thì làm đâu có mất nhiều thời gian đâu. Đâu có phải can thiệp trong này nhiều đâu. Mọi người hiểu được cách làm, có những phương pháp nó làm cho mọi người rất là dễ như vậy. Đó. Trắng bung này. Rồi, tới đây mọi người thắc mắc gì không? À, thiếu cái phần trắng răng. Quên, đáng lẽ làm trước cái bước liquify nha. Nhầm rồi thì dùng cái panel này nha mọi người. Ai không có thì Thủy gửi nha, tặng nha. Không có lấy tiền đâu. Đây, mọi người phải hiểu nó là cái gì nha. Đây, người ta cũng làm như vậy. Cũng hue saturation trừ cái màu vàng đi thôi này. Đó, cũng trừ màu vàng làm sáng lên thôi, như vậy thôi. Đó. Mọi người xài tool nhưng mà phải hiểu nó. Chứ để một ngày lỡ mình qua cái máy khác hay là không có, hay là không biết sao để làm hết. Mình hiểu trước rồi mình mới vận dụng. Còn khi mà mọi người hoàn toàn phụ thuộc vào nó, chứ gặp thôi. Tới lúc gặp khách hàng, gặp cái trường hợp nó khó hay là không biết sao để làm hết. Đó, ok. Bây giờ lỗ này, giảm xuống này. Đó, vẫn là layer và là opacity và là mask thôi. Bây giờ chưa chạy đi đâu xa hết. Này, đó. Hơi lỗ thì cứ trừ bớt xuống đi. Đó, nhẹ nhẹ như vậy, tự nhiên như vậy thôi. Đó. Đẹp nhưng phải tự nhiên nha mọi người. Đẹp là lỗ ảo tung chảo, nhìn mắc cười lắm. Rồi. Có một tiếng đồng hồ mà nói khá là nhiều nhưng mà thấy làm rất là mau. Không có gì nhiều đâu. Với những cái tấm mà Thủy làm nó kỹ như vậy thì mới làm tỉ mỉ thôi. Đó, từng cái lỗ chân lông như vậy thì người ta trả cho mình nhiều tiền mình mới làm như vậy. Còn cái hình mà cưới hình làm mau thì có những cái phương pháp khác. Đấy, không ai đi ngồi làm như vậy cho hình cưới. Ok, trả nhiều tiền thì vẫn làm, nhưng mà tùy cơm gắp mắm, nhưng phải lúc nào Thủy cũng làm lâu đâu. Thủy biết những cách làm mau nhưng mà Thủy không có dùng tới thôi. Thủy có làm nhưng mà Thủy hiểu trước cái phương pháp của nó trước đã. Đây. Đó, đâu phải hình đẹp đâu. Cái hình hôm trước chia sẻ cho mọi người trên nhóm á, cũng đâu có dễ nhai đâu. Nè, đâu có dễ nhai đâu. Này. Vẫn phải tự nhiên như vậy. Cái phần màu nào không liên quan thì mình bỏ đi. Đó. Rồi. Hết rồi mọi người. Mọi người nãy giờ có ai thắc mắc gì không ạ? Chủ yếu là cái phần linear profile giúp mình nhiều nhất. Còn những cái phần sau này là cái cảm quan của mọi người nhìn ra là mọi người xử lý thôi. Đây, crop lại cho cô chú để lớn lên một chút. Đó, cho dài chân ra một tí. Chú ý như vậy, chú ý kéo ở cái phần đùi này xuống cho cái chân nó dài, cái tỷ lệ cái chân nó dài ra. Đó, trong cái phần mà làm mịn da thì
khuyết điểm nó nhiều, mọi người dùng cái panel này thì nó giúp mọi người rất là mau. Đó, nhớ tính lưu ý là cái đường biên, đừng có tô vô cái đường biên, thay đổi cái phần hạt nét một tí để nó không làm mờ cái đường biên này. Rồi, tới frequency thì cũng tần số thấp và tần số cao thôi. Trong tần số thấp là mọi người dùng cái mixer brush để mọi người làm cho những cái phần màu nó không đều, nó đều lại. Và những cái phần texture, những cái phần chi tiết nó chưa đẹp thì mọi người quay qua cái layer 2 contrast và dùng blonde stem. Đó, còn sau này thì chủ yếu là trang trí thôi. Lấy lại contrast, trắng răng, môi đỏ, má hồng. Rồi nắn bóp, liquify. Tích cái vảy này ra cho nó sáng lên một chút. Nè. Đó. Không có ai mà tích thủ công được như vậy đâu. Đố đồng chí nào mà cắt pen mà làm được cái mask như vậy đó. Này, không thể nào chi tiết như vậy được. Đây. Đó. Nó tích ra mình cái màu trắng thôi nha. Những cái vùng shadow này không tích được này. Trong này không tích này. Đó. Cái mask này gọi là cái mask auto của Photoshop nha. Còn mask thủ công là mọi người dùng tay, mọi người tô như là dot and burn vậy đó. Còn cái này là mask auto. Photoshop nó dựa vào cái độ sáng của pixel để nó chọn ra. Đây này, không hết là đen, trắng hết là 255, trắng hết là không, trắng hết là 255, không hết là đen này. Đó. Đây, thì cái phần 255 nó có những cái phần như vậy nó chọn thôi. Còn khi mọi người càng giảm đi thì cái phần màu trắng nó xuất hiện càng nhiều. Đó, nó lấy từ 207, những pixel có giá trị một độ sáng 207 trở lên này, kéo hết về không là nó lấy tất cả. Đó, mình hiểu được nó là mình vận dụng thôi. Đó. Đây, da dễ ngon lành, căng bóng, muốn giảm bóng thì Thủy cũng chỉ cách giảm bóng rồi. Đó, tóc tai, quần áo. Đây, còn nguyên y xì đúc. Rồi, có ai thắc mắc gì không mọi người? Hay là thấy dễ quá, không có gì khó hết. Dạ, alo anh ơi. Rồi, bạn hỏi. Em chào anh. À, em vào sau nhưng cho em hỏi cái phần separation ấy, lúc anh đánh cái brush ấy, anh có thể ấy lại được không ạ? Đánh Mr. Brush hả bạn? Vâng. À, cái thông số hả? À, không, ý là cái cách anh đánh ấy, thì em thấy em đánh kiểu như nó hơi bị bệt ấy. Nó cái phần kiểu như cái phần da, em không biết make up mà make up bị mốc hay là cái phần da em đánh nó bị bệt mất khối nào. Không, nãy là có một bạn muốn cố tình giảm cái bóng này đi thì anh xóa này mấy cái khối bóng á, anh xóa chứ không phải là anh muốn cho nó mất đi, hiểu không? Hồi nãy thì anh có demo là xóa mấy cái bóng này đi, hai cái phần highlight gò má này đúng không, cố tình anh xóa mà. Còn không, ý em hỏi em vừa em tại hôm nay em bận việc ấy, em có mở trên điện thoại mà xem mạng nó lag quá, em chạy về nhà em mở máy tính lên em coi. Là em cho hỏi là cái brush lúc nó anh kiểu anh đi lên đi xuống ấy, hay là kiểu mình đi theo một đường ấy, tại em không xem được đoạn đó ấy. À, có cái đó là tùy theo cái khối cơ khối xương của con người nha. Rồi để mở lại cái tấm này khác nha. Cái tấm này ok này, xong rồi này, làm mới trước rồi này, để demo lại này. Đây, tấm này là ok xong rồi đúng không? Đây này, bóng này, hồi nãy là không tô này. Đó. Chạy này. Đây. Bây giờ muốn cho nó cái mất đi thì em phải đẩy theo cái phần cơ, ví dụ cái sóng mũi nó nằm dọc như vậy thì em không thể tô ngang được, tô ngang nó sai, nó mất cái khối sóng mũi đi này. Đó, đúng sai rồi. Này. Đó thì em phải tô dọc theo cái chiều của nó như vậy. Hai cái mỏng mắt nó nằm ngang thì em tô ngang, muốn giảm mỏng mắt thì em tô dọc lên để mất nó đi. Đó. Cái phần xương quai xanh thì em phải tô ngang theo cái xương quai xanh này. Cái phần tay chân nó dọc như vậy thì em phải đẩy dọc theo cái khối cơ của nó, em đẩy ngang quá là thua này. Đó, đẩy ngang là sai này. Đó. Thì cái này phần má thì mình cũng đẩy lên đẩy xuống thôi đúng không? Em cứ tuân theo cái cơ tự nhiên của con người. Này, ví dụ cái má nó tròn như vậy thì em phải đẩy tròn tròn theo. Em đẩy vô đây phát là sai này, mất cái highlight của cái gò má này. Đó. Đẩy sai này. Đó. Còn hồi nãy là anh cố tình anh xóa hai cái bóng này đi vì có một bạn hỏi. Đó. Như vậy thôi. Đây, hai gò má này muốn mất đi này. Đẩy vô này, mất này. Đó. Phần bóng bóng trên mũi này, đó, xương này. Đây là những cái phần tự nhiên thôi, nhưng mà hồi nãy có bạn hỏi thì anh xóa hai cái bóng ở cằm này, xóa đi này. Đó. Phá đi dễ hơn. Nhưng mà phải đẩy làm sao cho nó đúng cái phần cơ của con người. Đây. Đây ví dụ cái xương ở đây cái đầu ngón tay đúng không? Giờ anh đẩy ngang một phát là thua này. Đó, mất này. Mình phải đẩy dọc theo như vậy này. Đó. Chừng nào trên này có khuyết điểm nhỏ nhỏ thì anh zoom to lên đẩy nhỏ nhỏ đó ngay thôi. Không đẩy ngang như vậy là sai. Dạ, ok.
Đây, muốn làm nhân đúng không? Này, bật cái check lên. Solid color này, xám này. 50 này. Đó. Cho một cái khớp nữa này. À, đổi qua mod y chang như là Dodge Burn vậy đó. Đây. Muốn cho nó lòi cái khung xương của người đã. Đây này, chỉ khó thấy đúng không? Bây giờ muốn dễ thấy này. Đó, khối cơ này, khối lên rồi đó. Đó. Bây giờ dễ phân biệt rồi đó. Đây. Lúc đầu hơi khó đúng không? Bây giờ biết rồi này. Đây có hai cái bóng này, có cái má này, hai cái bóng mắt này, xương này, đó, cơ này. Em cứ tuân theo những cái phần như vậy. Thì nếu mà thực hành thì hơi khó thì em mới hay kèm mấy bạn một một là như vậy để mấy bạn hiểu được. Em sẽ lựa một cái tấm gần như là mặc bikini á để đẩy cái phần này cho mọi người hướng dẫn từ đầu tới cuối toàn thân luôn. Đó, còn những buổi học hôm nay thì mình sẽ giới thiệu qua như vậy. Thì mọi người có thể tham khảo trên YouTube hoặc là ở đây thì anh cũng có chia sẻ trong này. Thực ra anh viết như vậy nhưng mà nó có rất là nhiều yếu tố trong này. Chẳng hạn mọi người thấy nó hơi rắc rối, nó hơi Anh dài có dòng. dùng Zalo không anh? Có, mình có Zalo, Zalo số điện thoại hoặc là Facebook cũng được. Ở trong nhóm có. Đây này. Đó. Facebook ở đây. Để bạn có thể trao đổi sau. Đó. Dạ. Mấy cái phần này là do mình hiểu trước mình mới làm được thôi, chứ không phải là quẹt Mr. Blood, quẹt chúng nào cũng quẹt được nha. Nhưng anh vừa nói bây giờ mọi người quẹt nhất là cái phần gò má này, mọi người để ý cái phần con người mà nó mút thật là phải gõ cái gò má nha. Đây này, có cái gò má này, mọi người cầm cái bút to chà bá lên mọi người quẹt một phát như vậy mất bay luôn cái gò má. Đó, cái gò má của người ta còn này, đây này còn này thì nó mới giống người thật được. Xương cơ này, còn này. Đó thấy chưa? Nó mới tự nhiên được. Còn hôm nay làm cái hình cưới thì cái tiêu chí nó không cao như vậy, thì anh tìm ra những cái phương pháp cho mọi người làm mau này này, còn nguyên khối cơ xương như vậy này đó, nó mới y chang người thật được. Còn làm mau thì nhiều ghét lắm, mà ít ra cái tấm này nó không phẳng như là cái hình mà nhiều người làm nha. Mọi người thấy nó phẳng, nó mờ căm y chang như là cái tờ giấy vậy đó. Đây còn vẫn còn khối này đó, thấy chưa? Bóng còn nguyên đây, áo thì đen còn chi tiết nguyên này, đâu có bệt đâu, còn chi tiết này, đâu có mờ căm đâu. Người ta chụp một cái máy ảnh cho đắt tiền về chụp cái hình mờ căm như không đó, cái hình có khối. Thì ở đây nó liên quan đến cái phần đánh đèn nữa, do cái bản này bản đánh khối đến cái đèn phía bên phải là cái đèn fill nó hơi mệt một tí, thì hai cái phần má nó bằng nhau quá cho cái đèn bên này nó tối xuống một tí nữa, rồi lưu ý lại một tí. Rồi rồi còn có ai hỏi gì không ạ? Anh Thủy ơi, em hỏi chút là em thấy ví dụ là trên mặt đấy nó có hai ba màu khác nhau ấy, ví dụ mình em thấy có công cụ gì mà như anh ví dụ là để phân phân loại cái màu ra, chứ còn mình nhận biết cái màu màu gọi là màu thừa hay màu không đúng ấy. Thì cái đó là có trong cái action của anh, nhưng mà cái đó thì anh chỉ chia sẻ cho những bạn học viên thôi. Ví dụ cái này chẳng hạn đó, có cái action gọi là hue check á. Đây này, này là những cái màu mà nó sai là nó đổi màu này, hoặc là saturation check là những cái phần mà nó dư màu thì nó đổi này. Ví dụ cái môi nó dư màu này, đây nó đậm lên là sáng lên mình biết nó đang dư màu này, make up này đó. Nhưng mà mình sẽ không tô những cái phần make up như vậy, mình chỉ tô lên da thôi ở đây này đó. Hoặc là trong này thì em muốn biết nó bị sai đúng không? Thì em có thể dùng một cái kết để em check được. Một cái kết khác nó không chi tiết nhưng mà nó vẫn cho em biết được select color này. Vẫn là layer xám. Rồi, để cho anh cái mod luminosity này, đó, thấy màu khác rồi đó, lòi ra này, cái lỗ tai hơi đỏ này, hơi cam này, môi đỏ này. Đó, do mình đã dùng linear rồi. Còn mình không dùng linear, cái file này nó dữ dội lắm. Bây giờ mở lại cái file gốc nha, để thử check coi nha. Nếu mà mọi người không dùng linear thì nó rất là dữ dội. Rồi, giả sử chỉ tăng sáng thôi nha. Đó, để cho dễ thấy. Rồi, xem cái file này nếu không dùng linear, mình check cái này phát là coi nó ghi gớm tới cái mức nào. Đây. Này, màu này, chưa? Đồ bảo hòa màu rồi. Màu khác nhau, cái cổ rất là đỏ này này đó, để ý lại có cái bàn tay à, cái lỗ tai của chú rể đây đậm rất là nhiều này, khác màu này đó. Đây thấy trán với lại chỗ này khác nhau rất là nhiều, bọc mắt tím này, trong mũi nó đang tím tím này đó. Còn qua cái tấm này nó đã đỡ rất là nhiều do mình dùng linear rồi. Đây bớt nó nhẹ nhàng hơn, cái file mình nó khó thấy khuyết điểm hơn, lỗ tai cũng đã xử lý rồi này đó. Đây là một cái kết khác để chết. À, cái layer xám mod luminosity.
Dạ vâng, em cảm ơn ạ. À, lúc lúc mà mình xử lý là mình dùng Adobe RGB 198 để mình có nhiều dữ liệu để mình xử lý nha. Còn khi mà em muốn xuất ra để in ấn những cái thể loại in mà nó không cần quá nhu cầu cao, quá nghệ thuật, thì em có thể chuyển qua sRGB để nó tối ưu trên những cái nền tảng điện thoại, máy tính. Sau cùng á, ví dụ ở đây anh chuyển qua sRGB này. Phải đáng lẽ là 16 bit sao nó 8 bit ta? Đã đúng là phải 16 bit nha. Rồi. Thì em sẽ vào đây này, edit này, chọn convert profile. Đây, chuyển qua sRGB. Đó. Thì anh đã cái action rồi, cái gì mà lặp đi lặp lại như bước anh cài action. Ví dụ anh cài F4 phát là xong này. F4 rồi. Đây, sRGB nhấn F4 cái là xong này. Đó, chuyển qua sRGB này. Đó. Cái gì mà lặp đi lặp lại mọi người cứ cài action nha, cho nó mau. Đó, không phải lúc nào cũng làm lâu đâu. Đây. Còn mọi người đăng lên cho mọi người cái file mọi người ngồi kéo nó mất nét, nó mất tương phản rồi, cho nên là kiểu gì nó cũng mất nét hết. Còn mình làm thì này, nó mất nét này. Đó. Căng nét này, thấy chưa? Đâu có mất nét đâu. Mình đâu không có dùng cái chiêu gì hết, vẫn để sRGB vẫn xuất ra. Xuất ra không có dùng công cụ, không dùng chiêu gì để làm tăng nét, dùng convert bao nhiêu size 2048 hay là bao nhiêu hết để bình thường. Đăng lên vẫn nét. Hôm trước có demo một lần rồi, đăng lên nhóm cho mọi người xem rồi. Đó. Thì lát bây giờ cái tấm này mọi người muốn kiểm chứng thì anh sẽ đăng trên trong nhóm luôn, ngay bây giờ luôn để mọi người xem là nó có nét như vậy không. Rồi đăng luôn này. Hai sáu chấm không sáu rồi kéo cái hình này vô đây một shop này rồi mọi người có thể lên kiểm tra xem nó có nét hay là không, không dùng cái chiêu gì hết do cái màn hình mọi người đã làm mất tương phản rồi, cho nên là kiểu gì nó cũng mờ mờ ảo ảo, nó không nét đâu. Hôm trước có làm cái line này một lần rồi nhưng mà có vài bạn hỏi Thủy để lấy thôi, nhưng mà còn đa số mọi người chưa phát hiện được là cái lợi ích của nó. Mọi người cứ dùng Adobe Color để mọi người kéo kéo chết luôn, kéo cả ngày không bao giờ nó tích bệt ra như vậy, nó dễ xử lý như vậy. Sao nặng dữ vậy ta? Chính phải 30 chứ mấy. À, nó sắp lên rồi đó. Rồi ok, mọi người lên kiểm tra thử nha. Rồi. Không, in vẫn những cái nhu cầu mà in bình thường mọi người vẫn để sRGB bình thường nha. Mọi người có một cái file hạt, những cái file nó cần đến cái độ chính xác màu nhiều á, mọi người mới để file tiếp. File này này. Còn mọi người cứ xuất sRGB với cái nhu cầu bình thường như vậy. Này, đổi cái file tiếp này này. Đây, đó. Với nhu cầu chụp những file art, file lớn á, file cần độ chính xác màu cao á, mọi người để cái file này, còn cứ xuất sRGB bình thường nha. Rồi có ai hỏi gì nữa không ạ? Đây có bạn nhắn tin này. À mình có đăng lên trên YouTube nha. Thì mai rồi edit lại rồi đăng lên. Nhưng mà những bạn xem trên YouTube thì không được tặng quà nha. Hôm nay là mình sẽ tặng cái Linear Profile. Thì mỗi bạn xài một máy thì mình phải tạo riêng cho từng người. Còn cái action này thì gửi rất là dễ, chỉ cần gửi thôi, gửi qua Messenger cũng được rồi. Còn cái Linear thì mình phải mất công mình tạo ra. Hơi lâu một tí. Mỗi máy có một cái Linear riêng. Đó. Còn đăng lên YouTube thì không được tặng cái đó vì mọi người bỏ công hôm nay ngồi làm, ngồi coi. Thì Thủy mới tặng cho mọi người. Với lại tặng nhiều quá thì thành ra có những người ta muốn lấy về để mục đích thương mại đem đi bán lại á, thì Thủy không muốn như vậy, thì ai coi Thủy mới tặng thôi. Hôm nay có 29 này, ok 29 bạn này. Tôn Hàn Quốc thì không cần phải làm nhiều đâu mọi người, trắng trẻo trong sáng là được rồi, đâu cần phải làm gì nhiều đâu. Mình làm màu mà đang khít nó không thích thì biết sao giờ nè, bây giờ trắng trẻo trong sáng như vậy rồi, muốn trắng nữa thì cứ cho thêm này, nối tiếp color này, trừ đi trừ màu đen đi thì nó trắng lên này. Đó, đây trắng lên này,
Trắng hồng đúng không? Trắng là phải thêm hồng. Trắng rồi hồng là không có ở đây. Tím và hồng gần nhau này. Đây, thêm tím vô này. Đó, trắng hồng rồi đó. Đó. Còn cái nhu cầu hình cưới mọi người không cần phải chi tiết chỉnh màu nhiều đâu. Đây, màu Hàn Quốc. Tết bật như vậy được rồi. Bây giờ chỉnh qua những cái hiệu ứng màu phim, màu bùng tùm hết. Khách nó không thích như vậy đâu. Khách nó thích những cái màu trong sáng nhẹ nhàng như vậy thôi. Này, chỉ có trắng hồng với trắng với lại màu cam với lại gì thôi chứ không có đâu. Màu nâu thì là bằng màu cam tối màu xuống này. Đó, nâu rồi đó, xu hướng nâu rồi đó. Nhưng mà như vậy thì khách không ưng. Đó, khổ như vậy. Không hợp với cái mood hình của tấm này. Ok nha. Rồi Đức nãy giờ đã rõ được cái bước mà frequency chưa? Nhớ bẻ lại cái đó rồi quẹt, nhưng mà quẹt sao cho đúng, đừng có mất cái khối cơ của mẫu nha. Quẹt một hồi mà từ cái khu này chuyển sang khu khác luôn là khách cầm lên đó. Đâu phải tôi đâu. Vẫn là người ta nhưng mà phải đúng đã, phải đẹp đã mới đẹp sau. Đó. Rồi có ai hỏi gì nữa không ạ? À? Đây, toàn những cái Thủy đã chia sẻ rồi nhưng mà mọi người thấy mọi người chưa hiểu thôi, toàn là trên web, mọi người lên web tải hết nha. Một cái mục shop này đây đó, đây panel này đó, nick như mây gõ này, một trai này, đây RA này đó, có hết rồi. Ok nhé. Không, tại vì cho mọi người thấy nó thiết thực với lại nhu cầu công việc của mọi người thôi. Còn những bước trước nó còn nhiều cái nội dung nó chuyên sâu hơn nữa. Nhưng mà hôm nay chỉ ở cái mức như vậy là ok rồi. Đây. Chưa cần làm gì hết đúng không? Đó. Tay chân đổi, muốn màu cái nào đổi cũng được hết. Đây. Đó. Chú để đều màu từ đầu đến cổ này. Đó. Rất đều luôn. Không lẽ bây giờ cái mặt đỏ, cái cổ lại tím, cái tai lại vàng. Rồi cái bàn tay nó lại đỏ lom như vậy. Mỗi cái một màu như vậy rất là khó coi. Mọi người chưa có nhìn ra thôi, còn nhìn ra nó rất là khó coi đó. Nó khi mà nó phân tâm như vậy là người khác nhìn vô nó rất là không bị tập trung vào cái mặt. Bây giờ mặt mũi của dâu chú rể sạch sẽ trắng trẻo như vậy, mình nhìn thấy người ta cười rất là đẹp này, rất là hạnh phúc luôn. Bây giờ mọi người cứ làm cho nó mờ rồi lại ảo tung chảo đó gì cái gì đó mà bữa trước coi ai đây mà làm cho cái hình mờ mờ lên lâu quá quên rồi, để cho cái hình mờ lên mù mù lên như vậy nữa, chụp cho nét rồi về đẩy hình mù lên không biết sao đâu. Rồi thôi kệ người ta đi, mỗi người một cái cách cảm nhận riêng. Mọi người thấy nó hợp thì mọi người luôn theo dõi Thủy, là Thủy chỉ ra những cái khác như vậy. Đây cái tấm hình của mình nó đâu có phẳng đâu này, nó vẫn là khối này, nổi khối này đó, tất bật này, do cái này là mình đã cà rồi, còn không là nó khối nó nhiều như vậy. Đây cái tấm này nó không có đó, màu nó hơi nhạt nhạt thì màu cứ tăng lên thôi. Bây giờ đang nhạt đúng không? Đây xem nó tiếp color này, màu da là đỏ và cam này, cứ tăng đỏ và cam lên, đỏ lên đây, không nhớ cái gì thì cứ quay lại cái bảng này này, không có đỏ thì trừ cyan đi này đó, không có green thì trừ magenta đi, không có yellow thì có blue này đó, những cái màu đối lập nhau bên RGB và CMYK đó. Bây giờ không có màu đỏ đúng không thì trừ vàng đi này, trừ cyan đi chứ, đây nó đỏ lên này đó, tiếp tục tăng vàng lên đó, tăng cái sắc tố da lên đó, đây đỏ lên này đó, cam cam này đó, sáng quá thì cho nó tối xuống này. Đó. Đó. Hoặc là nãy dùng cái layer, cái panel mà nó mịn quá thì mọi người giảm opacity của nó xuống. Đó. Mình có làm chủ cái Photoshop này chứ không phải là để mình phụ thuộc nó, thì sử dụng layer và dùng mask nha là cái cách làm mới là khoa học. Mọi người có thể làm bất cứ cái việc gì. Đây cái hình đơn vị nhỏ nhất của cái tấm hình là pixel, mỗi pixel là một ô vuông có chứa màu như vậy, mà mình dùng cái mask á, là cái brush này đi với brush, brush cho mình thu nhỏ tới một pixel này đó, thì có bất cứ cái gì mình cũng làm được hết này đó, một pixel một ô vuông như vậy này mình đều làm được, làm tất cả nha, không sợ gì hết. Rồi không ai hỏi gì thì mình kết thúc nha mọi người, hôm nay nghỉ sớm nha, do nó quá là ngon ăn, quá là dễ rồi. Cái vài góc như vậy tới cái mức độ như vậy mà mình chỉ cần làm vài bước thôi là nó ra rồi, có những cái tool làm mau như vậy. Hay thì nó vận dụng mọi người cho mọi người tốt được, nhưng mà nó sẽ có những cái lỗi không thể nào mà hoàn toàn phụ thuộc vào nó được. Mọi người nên hiểu trước rồi mới vận dụng thì nó tốt, không ai chế nó hết cả. Đương nhiên mà nếu nó không tốt thì nó đã không có ứng dụng được nhiều rồi.
nhưng mà mọi người hiểu mình tùy trường hợp mình vận dụng thôi, cần nắm chắc cái kiến thức trước đã rồi mình mới vận dụng, không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào nó. Đó, thì muốn học thì tham khảo Thủy nha. Đây đó, Thủy không phải Thủy chỉ làm hình beauty, hình chân dung nó cầu kỳ như vậy đâu, mình biết được phương pháp là mình làm được hết, chẳng qua là mấy cái hình này thì mình phải làm đủ bước, còn qua cái hình như vậy mình có thể nhảy bước đó, thay vì ngồi đi đó sẽ bơn, mình có thể dùng frequency hoặc là mình qua cả panel, đều là cái phương pháp thì nó áp dụng nhiều rồi tùy cái trường hợp. Như cái tấm này là cái tấm giống hồi nãy bạn Đức hỏi này, y chang cái trường hợp này này đó, cái da nó không phải như vậy đâu, rất là nhiều khuyết điểm nhưng mà Thủy đã xử lý rồi, bữa trước có đăng một cái video trong nhóm rồi, bật trước sau của frequency ấy, mà lâu rồi không nhớ nữa. À, để coi lại coi nha, nó xử lý rất là dễ dữ dội luôn, chẳng qua là của người nổi tiếng Thủy không có cho coi hết cái mặt. Với lại khi mà mọi người cà mịn á, mọi người sẽ gặp những khách hàng cà mịn thôi, còn khi mọi người biết làm như vậy á, tự động mọi người sẽ gặp được những khách hàng đó, người ta tìm tới. Coi video đâu ta, mọi người đó, frequency thì Thủy không tiện là show ra, tại vì của người nổi tiếng thì không có show ra được. Rồi mọi người có thể coi lại video đó. Rồi thì nếu không ai thắc mắc gì nữa thì ok nhé. Ok thì có thể xem lại trên YouTube nha. Mình sẽ edit lại và đăng lên YouTube để mọi người xem lại. Rồi còn ai muốn nhận được quà thì inbox cho Thủy. Thì có thể là ngày mai Thủy mới tặng quà, nhưng mà mọi người inbox trước tối nay nha. Inbox vô Facebook cho Thủy. Đây, cứ nhắn rồi mai Thủy trả lời. Thì sẽ bao gồm cái chắc chắn nhất là cái linear profile và cái action để làm phong này. Đây, cái này action hồi nãy á. Còn ai chưa có những cái tài nguyên khác thì inbox cho Thủy tiếp tục nha. Ví dụ mấy cái này thì có trên web này này. Đây, rồi cái này thì Thủy sẽ gửi sau nếu ai chưa có nha. Rồi chẳng hạn thì đất Phong Mi chẳng hạn. Đây, cũng có luôn. Thủy sẽ gửi cho mọi người nếu mọi người chưa có. Rồi, mình sẽ kết thúc nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi với đây nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay là những cái biện pháp để làm mau, hiệu quả. Đó, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi đến giờ phút này. Rồi cảm ơn mọi người nha. Rồi Chào ok, bạn ạ. rồi chúc mọi người ngủ ngon. Tạm biệt mọi người. Ok nha mọi người, cảm ơn mọi người.